chương 719, đều có tư tâm. Dừng tay, đúng lúc này, lão giả áo đen cửu u tộc vốn nhắm mắt rốt cuộc cũng mở miệng. Một tiếng này hét ra, thanh âm như hồng trung, rung động dữ dội, bên trong thức hải mỗi người bị khuấy động không thôi, nhất thời áp đảo tứ phương. Tu La Thành không phải là nơi các ngươi tư đấu dương oai, tất cả lập tức trở về chỗ của mình, nếu không lập tức trục xuất cửu u vực. Lời này nói ra coi như cho ô trọng sơn một đường lùi, y lập tức khom người thi lễ, lui về phía cổng tò vò bên phải kia. Đám người hắc xỉ vực bên này cùng liếc nhìn nhau, sau đó đều đi vào trong cổng tò vò. Bát nháo như vậy, tên trưởng lão âm sơn kia cũng quên kiểm tra đối chiếu thân phận thạch xuyên không, bị gã che giấu vào thành. Trạng vạng tối, đoàn người hắc xỉ vực liền ngủ lại tu la thành, cửu u tộc an bài bên trong dịch cung. Màn đêm buông xuống, ba người hàn lập liền tới trước một tòa đại điện dịch cung, truyền tin vào. Rất nhanh, cha con miêu cốc cùng miêu tú liền ra đón, dẫn ba người hàn lập vào trong cung điện của mình. Mấy người ngồi quanh một chiếc bàn đá màu đen có điêu khắc hoa văn, sau đó ma quang mở miệng nói, miêu cốc lãnh chúa, giờ phút này lại đến quấy giày thật có lỗi, thỉnh thứ lỗi muôn phần. Tương cổ đạo hữu nói gì vậy, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, miêu cốc hơi sừng sốt, nói, không dối gạt lãnh chúa, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đội ngũ, lúc này là đến chào từ biệt. Ma quang cười nói, này, tại sao lại đột nhiên rời đi thế, miêu cốc nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, hỏi, miêu tú ở một bên nghe xong cũng hơi hơi nhíu mày vốn nghĩ tụ tập đến xem náo nhiệt tam vực hội minh kết quả lại thấy dương cung bạt kiếm mới gặp đã sẵn giọng cãi nhau không chừng một lời không hợp liền vén tay áo đánh nhau ta không có nhiều hứng thú nữa ta nghĩ lại giống như đại hội tháp mộc đạt nữa rồi hơn nữa nghe nói ở tu la thành có thắt minh khu điên đảo nhai thập phần nổi danh muốn đến đó dạo chơi một chút xem có thể tìm được chút bảo bối hay không ma quang lắc lắc đầu nói nếu như thế chúng ta cũng không cứng cầu nữa, chỉ là Tu La Thành hiện giờ tuy cho người ngoại vực tiến vào, nhưng chân chính chỉ cho ngoại tộc hoạt động trong ba khu vực đoà hồ, tuy Sơn cùng thắt minh, các khu vực còn lại tuyệt đối không cho phép ngoại tộc tiến vào, thỉnh chư vị nhớ kỹ. Thân sắc trong mắt miêu cốc lóe lên một tia cổ quái rồi biến mất, mở miệng nói. Tương cổ tiền bối, thứ lỗi vãn bối xen vào một câu, lúc trước các vị dùng thân phận khách khanh trưởng lão tam miêu tộc chúng ta tiến vào Tu La Thành, nếu không đi cùng chúng ta tham dự đại hội ở đòa hồ khu nữa, lúc hành tẩu trong thành chỉ sợ phải thay đổi thân phận a à. miêu tú đột nhiên mở miệng nói hàn lập nghe vậy liếc nhìn nàng một cái ngụ ý nàng này là sau khi ly khai tam miêu tộc bọn hắn làm gì cũng không liên quan tam miêu tộc nữa bởi vậy có thể thấy được lý do ma quang nói rời đi lúc trước hiển nhiên nàng cũng không tin miêu lãnh chúa yên tâm ta chỉ yêu thích du lịch sẽ không trêu chọc phiền toái gì trong lòng ma quang biết rõ ý nàng vẫn cười nói chư vị thứ cho ta nói nhiều một câu các tộc trưởng cửu u vực cực kỳ căm thù các tộc luân hồi vực, hôm nay lại nổi lên phong ba như vậy, khó bảo đảm không có người để ý các ngươi, cho nên lúc hành tẩu trong ba khu này, nhất định phải cẩn thận, phòng ngừa bị người đánh lén. Miêu Cốc lại nói, đa tạ Miêu Cốc lãnh chúa nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Ma Quang cười ôn hòa, nói, sau một lát, mấy người Ma Quang cáo từ rời đi. Phụ thân, bọn hắn, sau khi Miêu Tú tiến ba người đi, nhìn thấy vẻ mặt vẻ trầm ngâm Miêu Cốc, nói. Tú tú, ta biết người muốn nói cái gì, nhưng không sao đâu. Thân phận tương cổ kia chúng ta không thể nào đi thiếu hạo vực kiểm chứng, nhưng khí tức trên thân hắn không phải là giả, hơn nữa hai vị gia thần của hắn tựa hồ cũng đều ẩn giấu, bọn hắn đến tu la thành tự nhiên có mục đích gì khác. Nếu chúng ta đã quyết định đầu quân luân hồi vực, cũng nên tận lực giao hảo cùng bọn họ. Miêu cốc khoát tay, nói, chẳng lẽ phụ thân không lo lắng bọn hắn đi vào tu la thành sẽ làm cho tam miêu tộc chúng ta gặp phiền toái sao? Ta cảm thấy ba người kia luôn làm cho người nhìn không thấu, thậm chí bọn hắn xuất hiện đều có ý đồ riêng. Đôi mi thanh tú miêu tú nhướng lên, hỏi, có thể gây phiền toái gì chứ? Chỉ cần bọn hắn không có ác ý với chúng ta là được. Bọn hắn sẽ không rêu rao khắp nơi là bọn hắn đi theo tam miêu tộc chúng ta trà trộn vào, chúng ta bên này tự nhiên cũng sẽ không nói ra. Hơn nữa, người không muốn nhìn thấy tu la thành náo loạn sao? Lúc trước ni thứ đã vực đánh lén ám toán chúng ta, thù còn chưa báo, bọn hắn nếu có thể quấy rối cửu u vực, cũng không phải rất tốt sao. Lúc sau cần suy nghĩ giải thích cho tốt với vực chủ bên kia là được. Hai tay miêu cốc ôm ở sau đầu, cười nói. Phụ thân, người thật sự là. Miêu tú nhìn thấy phụ thân thường ngày luôn nghiêm túc, khó thấy được bộ dạng chờ xem náo nhiệt thích ý, nhịn không được than thở. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người Hàn Lập liền rời dịch cung, đi dọc theo con đường trong thành theo hướng phương Bắc. Cửu U thành to lớn, lúc trước trên đường Hàn Lập đã nghe miêu cốc nói qua, tổng cộng chia thành 9 thành lớn, chiếm diện tích hơn 10 vạn dặm. Lại nói tiếp, một tòa thành trì, trên thực tế lại có thể so với lãnh thổ của một tiểu quốc thế tục. Trong đó khu Tuy Sơn trực tiếp chính là một đỉnh núi cao ngàn trượng đứng lặng ở trong thành, phía trên tòa thành san sát, sát khí bốc cao, xa xa nhìn lại quả thực giống như một tông môn loại nhỏ. Vị trí dịch cung bọn hắn ở lúc trước, bất quá là một chỗ cửa ải vào Tu La Thành, lân cận là ba khu đọa hồ, Thát Minh cùng Tuy Sơn, mà muốn đi qua khu vực khác thì cần phải thông ba khu này mới đến được. Trên đường phía trước, người đi đường lui tới rất nhiều, giống như bọn Hàn Lập hai chân đi bộ trên mặt đất không nhiều, đại đa số đều hai chân cách mặt đất một xích, lơ lửng mà đi. Tuy dung mạo bọn họ giống với nhân tộc, cũng đều cao thấp gầy béo không giống nhau, nhưng trên mặt đều là một vẻ lạnh lùng, thỉnh thoảng đánh giá bọn ngoại tộc như Hàn Lập, trong mắt tràn đầy lạnh lùng cùng định ý. Tuy rằng đã gặp không ít, nhưng vẫn cảm thấy đám u nô này giống như quỷ treo cổ chết, nhìn không ưa chút nào. Ma Quang cũng đã thay một kiện áo choàng màu đen rộng thùng thình, thần tình chán ghét nói. Cửu u tộc bài ngoại thật đúng như Bách Lý Đạo Hữu nói lúc trước, tất cả đều biểu lộ ở trên mặt, không thèm che giấu. Hàn lập kéo áo choàng trùm lên đầu, nói ra, lệ đạo hữu, chúng ta biết về cửu u tộc nhân thật sự quá ít, như vậy lại tùy tiện xâm nhập thánh địa bọn hắn, ta thấy việc này quá mạo hiểm. Thạch Xuyên không có chút lo lắng nói. Đối với chuyện ngày đó gặp Bách Lý Viêm, Hàn Lập cũng không có dấu giếm, nói cho Thạch Xuyên không nghe, thông qua luân hồi điện có thể có cơ hội phản hồi tiên giới và chuyện tẩy sát trì, cũng cho gã hai lựa chọn. Thứ nhất gã có thể lựa chọn một mình chạy tới luân hồi vực, chờ Hàn Lập từ cửu u vực đến, rồi dẫn gã đi tìm luân hồi điện. Thứ hai gã có thể đi theo Hàn Lập trước đi tới cửu u vực, sau lại chạy đến luân hồi vực. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thạch Xuyên không liền lựa chọn vế sau, mặc kệ là xuất phát từ lo lắng an toàn cho bản thân, hay là xuất phát từ nhu cầu túc sát đan, trên thực tế gã đều chỉ có thể lựa chọn về sau. Nếu không có tam vực hội minh lần này, chỉ sợ chúng ta ngay cả tu la thành cũng đến không được, lần này nếu không đi, về sau càng không có cơ hội nữa. Hàn lập nhíu mày, nói, xem ra cửu u tộc này rất trọng thị thánh địa, tin tức lưu truyền bên ngoài thật sự quá ít, dọc đường đi chúng ta đã dùng tất cả các biện pháp, cũng chưa tìm hiểu được tin tức hữu dụng nào, thậm chí ngay cả vị trí của nó cũng không biết, như vậy làm sao tìm được thạch xuyên không thở dài nói việc này cũng không ngại chúng ta trước đi tới thát minh khu nơi đó có tiến hành mậu dịch điên đảo nhai khẳng định sẽ có tin tức lưu thông có lẽ lấy được bản đồ tu la thành cũng không phải việc khó hàn lập trầm ngâm một lát nói cũng chỉ có thể như thế thạch xuyên không gật gật đầu nói mà quang chắp tay sau lưng đi ở một bên nhìn người đi đường chung quanh đánh giá một bộ dạng thư giãn thích thú tu la thành tuy sơn khu trên đỉnh núi cao ngàn trượng sát khí lượn lờ bị con người cắt ngang đỉnh núi xây dựng một tòa hành cung bằng bạc khí thế thật lớn. Phía trước hành cung là một quãng trường đá đen rộng rãi, xây vào hướng vách núi, phía ngoài lan can là vách đá dựng đứng ngàn trượng, phía dưới tràn ngập hắc vụ, bị gió núi thổi qua cuồn cuộn không ngừng giống như sóng biển. Giờ phút này, đang có hai đạo nhân ảnh một đen một trắng đứng ở trong lan can, ngước mắt nhìn đọa hồ khu ở phía xa. Trong đó bóng người màu đen kia, quanh thân bao phủ một bộ trường bào màu đen rộng thùng thình đến thực điểm, mặt ngoài áo choàng che kín hoa văn hình rồng màu đen, đuôi áo kéo dài trên mặt đất, mặt trên có sát khí bao phủ. Bên trong trường bào là một nam tử cao lớn, thân hình lơ lửng cách mặt đất một xích, tóc dài chân trần, trên người bao bọc bởi một kiện áo giáp thanh đồng phong cách cổ xưa, vị trí ngực có một khối hình thú giữ tợn hộ tâm, mặt trên trải rộng màu xanh dị đồng. Sắc mặt nam tử nhợt nhạt, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, môi hơi dày rộng, sắc mặt thập phần hờ hững, một đôi mắt màu xám nhìn thẳng phía trước, căn bản nhìn không ra đang nghĩ cái gì. Bên cạnh gã là một bạch sắc nhân ảnh, là một lão giả dâu tóc trắng tinh khoảng 8-90 tuổi, mặc một kiện pháp bào trắng như tuyết phẩm chất cực cao, mặt trên lăn tăn sóng ánh sáng, không ngừng từ bả vai lưu động xuống vạt áo, cuồn cuộn như sóng biển, bên chân lão động thành từng đoàn bọt sóng trắng như tuyết. Lúc này nếu có tu sĩ đứng ở một bên, có thể cảm nhận được bên trong sóng nước kia truyền ra hơi nước bằng bạc, cùng từng trận giao động pháp tắc thủy thuộc tính cường đại kéo dài không dứt. Quanh thân lão giả bao phủ một tầng thủy khí mông lung, Giống như một bức tường mây, hoàn toàn ngăn cách sát khí chung quanh. "Đạo hữu, Tam vực hội minh lần này ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần?" Ánh mắt lão giả áo trắng thôi nhìn xa xăm, hỏi. "Không đủ ba thành." Nam tử Hắc bào lạnh lùng nói. "Này, Hắc Thằng vực bên kia có bao nhiêu bộ tộc theo luân hồi vực?" Lông mày lão giả áo trắng nhíu lại, hỏi. "Chương 720, điên đảo nhai, những đám kia vốn như loại dây leo tường, gió bên nào ngã về bên đó." gần ngàn năm trở lại đây luân hồi vực lại nhiều lần dụ dỗ có gì kỳ quá chứ bất quá chúng ta có trụ cột hợp tác dù lần này đàm phán thất bại thì cũng không sao cả nam tử áo đen hừ lạnh một tiếng nói ra tuy là thế nhưng nếu không sử dụng hậu thủ mà vẫn đàm phán thủ thắng về sau sẽ lấy thế chân áp tiêu diệt dần luân hồi vực chẳng phải tốt hơn sao lão giả áo trắng nghe vậy mở miệng nói ra muốn không xuất ra khí lực lại xem hồi giới chúng ta nội đấu tiêu hao giúp các ngươi tiêu hao lực lượng luân hồi vực thiên đình tính toán chẳng phải quá lời sao. Phùng Thanh Thủy, âm mỗ khuyên ngươi một câu, tốt nhất thiên đình không nên có suy nghĩ tọa sơn quan hổ đấu. Nam tử áo đen nhìn lão giả áo trắng, cười lạnh nói. Lão giả áo trắng nghe vậy, Thái Dương lập tức nổi lên gân xanh. Từ lúc lão trở thành đạo tổ, đã bao nhiêu năm không có người dám can đảm ở trước mặt gọi thẳng tục danh của lão rồi. Bất quá, sau một lát lão vẫn đè nén cảm xúc, thần sắc bình tĩnh mở miệng nói ra. Âm thừa toàn, Thiên đình chúng ta sẽ xuất lực không ít, ngược lại là các ngươi, lần này trên địa bàn cửu u tộc các ngươi, ngàn vạn lần đừng để sai lầm a. À. Việc này không cần các hạ quan tâm, dù cho thủ đoạn các ngươi không có hiệu quả, ta vẫn sẽ có hậu thủ." Âm Thừa Toàn bỗng lắc lắc cổ, nói ra, "Rất tốt, chỉ mong chúng ta hợp tác vui vẻ." Phùng Thanh Thủy nghe vậy, thản nhiên nói, "Có mấy lời ta phải nói trước, ngoại trừ những điều trong hiệp nghị kia, thiên đình các ngươi cũng đừng làm ra sự việc gì dư thừa, nếu không đừng trách ta không khách khí." âm thừa toàn chuyển chủ đề trầm giọng nói ra sau khi phùng thanh thủy nghe xong chẳng qua hừ lạnh một tiếng không nói gì thêm thát minh khu đúng là khu vực tập trung buôn bán của tu la thành cũng là khu vực tu sĩ các tộc cửu u vực tập trung đông nhất người các tộc muôn hình muôn vẻ đều xuất hiện tại đây ba người hàn lập hành tẩu bên trong cũng không bị chú ý quá mức bên trong thát minh khu đường phố cùng phường thì có danh tiếng không ít trong đó nổi tiếng nhất mọi người đều biết chính là danh tự cổ quái điên đảo nhai tập trung đại lượng tu sĩ hôi giới Xuyên qua trùng trùng điệp điệp đường phố, cuối cùng ba người hàn lập đi tới một quãng trường chiếm diện tích cực lớn. Các tộc hình thù cổ quái khắp chung quanh, so với trên đường lúc trước nhiều gấp mấy lần, trong đó cũng không thiếu những người đeo trước ngực một cái hộp gỗ đen rộng thùng thình, bên trong chứa nhiều đồ vật nhỏ, giống như người bán hàng rong đi xuyên thẳng qua lại trong đám người để chào bán hàng. Mấy vị khách quý, hú ô sát tị yên có cần phải thượng đẳng không? Không nên a, à, cấp sát mạc thạch này thì cần phải có mấy khối? đây chính là tài liệu thiết yếu để bày trận A. Lúc này, một gã dị tộc hôi giới có thân hình thấp bé, làn da xanh đen, đỉnh đầu mọc lên mấy nhúng tóc màu xanh lá, chủ động đi lên, nhiệt tình chào hàng nói. Lông mày hàn lập cao lại, không có phản ứng. Ma quang thì nhìn chằm chằm vào một gốc cổ thụ màu đen khổng lồ phía xa, căn bản không chú ý tới. Chỉ có một mình thạch xuyên không có chút hứng thú đi tới trước người tên kia lấy vật trong hộp đen lên xem. Tiểu lão đệ, ánh mắt của ngươi không được rồi. Những vật này bán cho những sinh vật cấp thấp thứ đà tộc kia thì còn được, chúng ta ai lại sử dụng những vật này chứ? Thạch xuyên không cầm một lọ thuốc tinh xảo màu đen ném về lại hộp gỗ, nhếch miệng nói ra. Hắc hắc, lời đại nhân có chỗ không đúng rồi. Những vật nhỏ này của ta tuy rằng không phải là bảo bối cao đẳng gì, nhưng mọi người đều sử dụng, mỗi người đều sử dụng rất tốt, lại vật đẹp giá rẻ nữa. Dị tộc lông xanh ngượng ngập vừa cười vừa nói, lời này cũng không tệ. Những cấp sát mặc thạch này bán thế nào? Thạch Xuyên không tùy ý hỏi. Trong lúc nói chuyện, bước chân y vẫn không ngừng, dị tộc lông xanh kia liền phải chạy theo bên cạnh. Dùng để bày trận, ít nhất cũng phải bảy khối, giá bán không đắt, chỉ cần 3 viên hôi tinh, còn nếu bán một bộ lớn 21 khối thì chỉ cần 8 viên hôi tinh. Dị tộc lông xanh thấy có hy vọng bán được hàng, vội vàng nói. 8 miếng, giá cả coi như công bằng, ta muốn lấy 49 khối. Có ưu đãi gì không? Thạch Xuyên không gật gật đầu, hỏi. Dị tộc lông xanh nghe vậy, màu xám nhạt trong con người lập tức sáng lên, nhưng lại có chút ngượng ngùng nói. Đại nhân, cái này, ở đây ta không có tồn nhiều như vậy, chỉ có 35 khối, ta chỉ thu người 12 viên hôi tinh, người thấy thế nào? Hàng không đủ a, à, thôi đi. Thạch Xuyên không lúc này vẫy vẫy tay, nói ra. Đại nhân, đừng nha, người xem nơi đây còn có cái gì vừa mắt, ta nửa bán nửa tặng cho ngài đều được. Dị tộc lông xanh vừa thấy sinh ý lớn này muốn hủy, vội vàng nói. Thạch xuyên không nhăn mày, nhìn có chút mất hứng nhặt lên bỏ xuống vật trong hộp đen chốc lát bỗng nhiên mở miệng hỏi đây cũng không có gì vừa mắt ở đây người có địa đồ tu la thành không cho ta một cái nhưng phải chi tiết đấy đại nhân cũng không dám nói lung tung những cửu u tộc này khá nhỏ nhen cho tới bây giờ đều không cho ai bán địa đồ tu la thành ngoài mình cũng sẽ không bán địa đồ cho ngoại tộc cũng may các người gặp được ta chứ gặp phải những người khác sẽ báo việc những ngoại tộc các người muốn mua địa đồ cho cửu u tộc vậy thì càng phiền toái Dị tộc lông xanh nghe vậy kinh hãi, vốn nhìn quanh khắp nơi, sau đó kéo tay áo thạch xuyên không lại, nói nhỏ. Hàn lập nhìn như một mực không nói gì, lỗ tai thì vẫn nghe hai người đối thoại, lúc này lông mày cũng không khỏi nhíu lại. Thạch Xuyên không cũng đi chậm lại, lập tức nói ra còn có chuyện như thế. Vậy đa tả đã nhắc nhở, đại nhân nói quá lời, dị tộc lông xanh thấy thế, cảm thấy được sủng ái mà lo sợ nói. Như vậy đi, 35 khối cấp sát mặc thạch này ta lấy toàn bộ, ngươi cũng không cần giảm giá, viên hắc hạch đào này bán cho ta, ta trả ngươi 15 viên hôi tinh, coi như cảm ơn đã nhắc nhở. Thạch Xuyên không cười nói, dị tộc lông xanh nhìn nhìn ngón tay Thạch Xuyên không chỉ vào hắc hạch đào, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, tiếp tục nhỏ giọng nói ra. Đây chỉ là khối tụ sát thạch chưa trưởng thành, ngược lại không đáng giá bao nhiêu. Mà thôi, nếu như đại nhân ưa thích, liền cấp cho người. Đã gặp được người mau lẹ như quý nhân, các người đã cần địa đồ, thì không ngại nghe ta lải nhãi thêm câu nữa, ngàn vạn lần đừng đến mấy cửa hàng đại tộc cửu u vực kia, đương nhiên cũng đừng tìm những người đi tứ phương chào hàng như ta mà hỏi mua. Bọn cửu u tộc sẽ không bán, còn chúng ta, hắc hắc, mua không được hàng thật, hắc hắc, đa tạ, thạch xuyên không cởi mở cười nói, dứt lời, gã liền lấy ra hôi tinh giao cho dị tộc lông xanh, đồng thời thu hồi cấp sát mặc thạch cùng khối hắc hạch đào đen thui kia. Tên bán hàng rong liên tục nói lời cảm tạ, sau khi y rời đi hàn lập mới chuyện âm hỏi, thạch đạo hiếu, ngươi lại nhặt được cái gì đấy? mắt mũi tên kia vụng về nội đan sát cốt đại yêu này lại gọi là tụ sát thạch thạch xuyên không gắt một cái cười trả lời sát cốt đại yêu hàn lập nghi ngờ hỏi đây là tiên giới gọi như thế có lẽ cũng không quá chuẩn xác tóm lại tại ma giới chúng ta lại thập phần đáng giá lúc trước trong thương hội ta nhìn thấy một lần lần này tựa hồ bị dị hỏa đốt qua bên trong sát khí tinh thuần cực kỳ nội liếm mới dễ làm cho người ta nhìn lầm thạch xuyên không có chút tự đắc nói ra ôi a à, nguyên lai điên đảo nhai này là điên đảo đạo pháp như vậy nha lúc này bỗng nhiên ma quang kinh hô một tiếng nói hai người hàn lập bị lời nói của y hấp dẫn nhìn lại phía trước chỉ thấy trên đại thụ màu đen đứng lặng tại quảng trường lúc trước mọc lan tràn ra mấy trăm nhánh phía trên mỗi nhánh cây đó lại tu kiến từng tòa phòng ốc hình dáng khác nhau bởi vì trà cây đại thụ nghiêng vặn vẹo cho nên các kiến trúc phòng ốc tu kiến trên đó đều bừa bãi hình thù kỳ quái đám người Hàn lập đi tới phía dưới đại thụ liền nhìn thấy trên thân cây mở ra một cái cổng tò vò thật lớn phía trên vắt ngang một tấm biển cực lớn phía trên viết ba chữ to điên đảo nhai ba người đi vào trong cổng tò vò liền nhìn thấy ngay phía trước cùng hai bên trái phải có một thang dây đi thông lên trên các cành cây thường cách một đoạn liền mở ra một cổng tò vò đi thông ra nhánh cây trên đó đặt các cửa hàng phía trên thang dây đang có không ít người qua lại cũng có không ít thân ảnh quen việc dễ làm đi xuống như bay tình cảnh thoạt nhìn có chút lộn xộn, nhưng rất nhộn nhịp. Ba người Hàn Lập đi dọc theo thang dây bên trái, từ cổng to vào tầng thứ nhất đi ra ngoài, rất nhanh đi tới trước một tòa đại điện màu đen thoạt nhìn có chút khí phái. Chưa vào cửa, Hàn Lập liền nhìn vào trong đại điện, thấy tất cả từ trưởng quầy đến tiểu nhị đều như quỷ treo cổ, không phải người cửu u tộc mà là Uno, lập tức ngừng chân, quay người đi đến một nhánh cây khác. Kết quả đi liên tiếp 10 cái nhánh cây, phát hiện cửa hàng tu kiến không phải cửa u tộc thì là mấy đại tộc bên trong cửa u vực không thấy cửa hàng bộ tộc khác cuối cùng mấy người hàn lập dứt khoát không đi lên từng tầng nữa mà trực tiếp phi thân đi lên tầng cao nhất mấy nhánh cây tầng cao nhất lại hết sức nhỏ không đủ để tu kiến phòng ốc trên đó cho nên phần lớn diện tích cửa hàng trên này nhỏ bé như từng miếng linh đang treo trên nhánh cây ba người hàn lập tới một cửa hàng có tên là thương lượng trai phi thân lướt vào chỉ thấy trong cửa hàng có một trường quầy có thân hình cao gầy làn da toàn thân xám đậm như than đá, buồn ngủ ngồi ở phía trước, trong tay còn nắm một hũ ô sát tị yên tinh xảo. Vừa thấy mấy người Hàn Lập tiến vào, trưởng quầy lập tức hít mãnh liệt lọ thuốc hít một cái, xốc lại vài phần tinh thần, hô, khách quý lâm môn, không biết muốn xem vật gì. Thương lượng chai này là cửa hàng nhỏ nên vật đẹp giá rẻ, mấu chốt là còn có thể thương lượng. Lão nói ngược lại rất trơn tru, trong giọng nói lộ ra vài phần nhiệt tình. Trưởng quầy là người ô tang tộc A như thế nào lại mở cửa hàng tại Tu La Thành này? Trên mặt Thạch Xuyên không lộ ra dáng tươi cười quen thuộc, mở miệng nói ra. Lúc trước trong thư tịch Hàn Lập xem qua đã nhìn thấy tư liệu về ô tăng tộc, biết rõ tộc này thuộc về hắc thằng vực, dưới sự quản lý trực tiếp của ô đàm vực, không phải là bộ tộc của cửu u vực, cho nên xuất hiện ở đây thật có chút hiếm thấy. chương 721, lén đi, hắc hắc, khách quý thật sự là hảo nhãn lực, tại hạ đích thật là người ô tăng tộc, chẳng qua là xa xứ trà trộn vào mà thôi trường quầy nghe vậy có chút ngạc nhiên nói thì ra là thế hạnh ngộ hạnh ngộ thạch xuyên không cười nói hặc hặc không biết mấy vị khách quý cần gì trường quầy hỏi lần nữa trường quầy chúng ta cần một phần địa đồ tu la thành không biết nơi đây của ngươi có không thạch xuyên không ra vẻ thần bí nhìn chung quanh hỏi thứ này là hàng cấm ngoại tộc không được tự bán lại càng không được tự mua sau khi trường quầy nghe xong nhướng mày liếc ra ngoài cửa hạ giọng nói Hàn Lập thấy hắn phản ứng như vậy, trong lòng hơi động một chút. Trường quầy không nói, chúng ta không đề cập tới, ai lại biết chứ. Tiền hàng giao ngay, sinh ý này liền hoàn thành không phải sao. Thạch Xuyên không cười hắc hắc, nói ra. Trường quầy dường như hơi do dự, trầm ngâm một hồi lâu cũng không trả lời. Thạch Xuyên không cũng không thúc giục, tùy ý nhìn các vật trưng bày trên các kệ. Chuyện mua đồ Thạch Xuyên không tương đối am hiểu, Hàn Lập thì im lặng, không nói lời nào. Chuyện này thì ma quang không có hứng thú, liền đứng ở cửa ra vào, nhìn chung quanh. Thứ đồ vật này ta có, bất qua thứ này mạo hiểm lớn các người cũng biết rõ, cho nên giá cả. Tự nhiên là cao một chút, thấy ba người đều không sốt ruột, trưởng quầy hơi do dự đành phải mở miệng nói. Trưởng quầy cứ báo giá, chúng ta sẽ xem xét, Thạch Xuyên không vừa cười vừa nói. 50 khối hôi tinh, trưởng quầy nói ra, trưởng quầy, thứ này đúng là có tiền mà không mua được, chúng ta chịu mua như vậy, bao nhiêu năm qua người cũng khó mà gặp được người mua a à sau khi Thạch Xuyên không nghe xong, không lập tức trả lời, mà tự tiếu phi tiếu nhìn trưởng quầy, chậm rãi nói ra. Khách quý đừng có gấp, giá này còn có kè mặc cả mà, mọi thứ đều có thể thương lượng nha. Trưởng quầy cười hắc hắc một tiếng nói, tối đa 10 khối hôi tinh, Thạch Xuyên không nói ra, giá này của ngươi có phải quá độc ác giết người không chứ, địa đồ này của ta không giống với những hàng giả trên thị trường kia, niên đại cũng hơi lâu một chút, đúng là hàng thật, không có nửa điểm sai lầm. Trường quầy nhíu mày nói, Người có thể bảo chứng bản đồ này là thật. Lông mày hàn lập nhíu lại, hỏi. Khách quý có chỗ không biết, chín khu tu la thành chỉ mới bắt đầu giới nghiêm từ gần 2 ba nghìn năm nay, lúc trước ngoại trừ tẩy hồn khu, nơi khác cũng không có đặt cấm chế, cho nên quản lý địa đồ cũng không nghiêm ngặt. Tấm bản đồ trong tay ta đúng là sau khi giới nghiêm, địa đồ hiện nay còn được bảo tồn không còn nhiều, còn địa đồ xuất hiện trên chợ đen phần lớn đều là phục chế phẩm, không thể nào đánh đồng. Trường quầy hít lọ thuốc hít một chút, trà sát mũi, nói ra ngoại trừ tẩy hồn khu, tẩy hồn khu này có chỗ nào đặc biệt? Hàn Lập Sen vào hỏi, nơi này chính là thánh địa cửu u tộc, luôn luôn thần bí, cho dù là người bình thường cửu u tộc cũng không thể đi vào. Trường Quầy nói ra, nếu như vậy, địa đồ này ngược lại giá trị cỡ 14-15 khối hôi tinh thôi. Thạch Xuyên không nói ra, ít hơn 40 khối hôi tinh không bán. Trường Quầy nói kiên quyết, Thạch Xuyên không đứng im không cử động, sau một phen có kè mặc cả, cuối cùng dùng 28 khối hôi tinh thành giao. Lúc trưởng quầy có chút đau lòng lấy ra một thạch bàn màu đen, hai tay thạch xuyên không lại thu về sau, căn bản không có ý trả tiền. Lúc trưởng quầy đang nghi hoặc, chỉ thấy thạch xuyên không nhìn về phía Hàn Lập, nói ra còn đứng ngay đó làm gì, trả tiền đi. Hàn Lập không khỏi sờ lên mũi, giờ khóc giờ cười tiếp nhận thạch bàn màu đen, đưa hôi tinh cho trưởng quầy. Ma quang luyện hóa thạch bàn xong, xác nhận bên trong địa đồ không giống giả tạo, sau đó ba người liền rời khỏi cửa hàng. Bất quá là hơn 10 miếng hôi tinh, hà tất so đo như thế trở về tiên giới chúng ta cũng không dùng được những thứ này ra khỏi cửa hàng hàn lập nói với thạch xuyên không lệ đạo hiếu cái này ngươi không hiểu ta so đo không phải hôi tinh mà là sinh ý thạch xuyên không vừa cười vừa nói gã vừa dứt lời chợt nghe ma quang truyền âm tới lúc trước đã tra xét địa đồ vị trí tẩy hồn khu này hết sức đặc thù từ vị trí chúng ta bây giờ là Thát minh khu đi một đường vào phía trong cần theo thứ tự xuyên qua bách tàng khu là sinh khu, sau đó mới có thể đến tẩy hồn khu. Giữa mỗi khu vực này đều có tường cao cùng cấm chế ngăn trở, cụ thể là loại cấm chế nào còn chưa biết. Mặt khác, bên trong tẩy hồn khu lại trống rỗng, không có vẽ chi tiết. Bảo hộ che giấu kỹ như thế. Xem ra, chỗ thánh địa tẩy sát trì này, đích thật là tại tẩy hồn khu không thể nghi ngờ, chúng ta trước chạy tới bách tàng khu xem một chút đi. Hàn lập truyền âm cho hai người, nói ra, ma quang gật đầu nhẹ, đi trước dẫn đường, ra khỏi điên đảo nhai đi về phía bách tàng khu. Keng keng keng, Vào thời khắc này, từng tiếng chuông hùng vĩ từ đằng xa truyền đến, vang vọng giữa không trung, toàn bộ tu la thành đều nghe thấy rõ ràng, chấn nhiếp nhân tâm. Nương theo tiếng chuông hùng vĩ, bốn cột sáng màu trắng từ đằng xa dâng lên, bay thẳng đến chân trời. Mỗi một cột sáng màu trắng đều to trăm trượng, dường như bốn cột cao chống trời, nhìn vị trí đúng là thuộc đoạ đồ khu. Đám người trên phố đều ngừng lại, nhìn về phía chỗ đó. Những người quen biết nhau thậm chí tiến đến cùng một chỗ chỉ trỏ về phía bốn cột sáng màu trắng mặt lộ vẻ kích động ba người hàn lập cũng dừng bước lại nhìn về phía cột sáng trắng kia xem ra tam vực hội minh đã bắt đầu thạch xuyên không lắng nghe một chút bàn tán chung quanh nói ra rất tốt hiện tại đại đa số tu la thành đều chú ý tập trung ở bên kia vừa vặn thuận tiện cho chúng ta hành động ánh mắt hàn lập lóe lên nói như thế rất nhanh ba người thu hồi ánh mắt bước nhanh về phía trước giờ khắc này chỗ bốn cột sáng màu trắng kia đúng là nằm trong một quãng trường ở đọa đồ khu. Diện tích quãng trường này thật lớn, chừng hơn trăm dặm. Dưới nền quãng trường phủ kín từng khối gạch màu trắng, những viên gạch trắng này không biết chế tạo từ vật gì, tản mát ra sương mù màu trắng nhẹ nhẹ, toàn bộ mặt đất quảng trường bị từng mảnh xương trắng bao phủ, những xương trắng này có chút kỳ lạ, chỉ bay lên cao hơn một xích liền ngừng lại phiêu đáng ra, khiến cho nơi này thoạt nhìn giống như một mảnh biển mây bằng phẳng. Lúc này vô số nhân ảnh đứng ở bên ngoài quảng trường, hơn phần nửa đều là cư dân Tu La Thành, trong đó Uno chiếm đa số, còn lại là một ít tùy tùng các tộc đến tham gia hội minh. Gần nhìn tên giáp xi áo xám đứng dọc theo quảng trường, xếp thành một bức tường người, ngăn cách với những người bên ngoài ra. Trên quảng trường đứng vững bốn cây cột đá theo hình tứ giác, bốn cột sáng kia đúng là bốn cây cột đá này xông thẳng lên trời cao, càng ngày càng sáng. Bên trên cột sáng có bạch sắc quang mang quay tròn một hồi, mặt ngoài tuôn ra phù văn màu trắng, tản mát ra một hồi khí tức khổng lồ làm cho lòng người rung động. Giữa không trung phát ra tiếng nổ mạnh như sấm rền, sát khí điên cuồng chuyển động, hóa thành một cỗ hào quang màu xám, cuồn cuộn trên không trung. Bên trong hào quang màu xám cuồn cuộn, một tiếng nổ mạnh vang lên, một tòa bệ đá màu trắng xuất hiện ở không trung, sau đó chậm rãi rơi trên mặt đất. Bệ đá cao mấy trăm trượng, phóng ra một mảnh hắc ảnh, bao phủ đám người bên cạnh vào. Mà ở đỉnh đài cao là một mảnh đất trống trải, chính giữa đặt một cái bàn tròn thật lớn màu trắng. Cái bàn tròn này không biết chế từ vật gì thoạt nhìn phong cách cực kỳ cổ xưa phía trên không có bất kỳ dấu vết cấm chế nào lại làm cho người ta một loại cảm giác trang trọng dị thường đằng sau bàn tròn đặt từng thanh ghế ngồi có chừng trên trăm thoạt nhìn là vị trí chuẩn bị cho người tham gia hội minh thấy cảnh này đám người gần đó lộ vẻ kinh ngạc nghị luận ông ông không thôi tuy bọn họ biết đại hội vực chủ cử hành ở chỗ này nhưng không nghĩ tới lại diễn ra trước mặt mọi người nhìn một cái là thấy hết trên đài cao lúc này một đạo hắc quang từ trên trời giáng xuống Rơi trên đài cao, hiện ra thân ảnh một nam tử cao lớn. Người này mặc thanh đồng giáp, ngũ quan có chút anh tuấn, nhưng sắc mặt thập phần hờ hững, một đôi mắt màu xám căn bản nhìn không ra bất luận tình cảm gì, đúng là cửu u vực chủ âm thừa toàn. Gã đứng ở nơi đó, cũng không tản mát ra chút khí thức nào, hư không ở phụ cận mơ hồ vặn vẹo, hết thảy trong thiên địa tựa hồ cũng chuyển động theo gã. Giờ khắc này, âm thừa toàn chính là trung tâm thiên địa. Thần hồn tất cả mọi người ở đây không tự chủ được rung động, Loại run rẩy này đến từ sâu trong linh hồn. Tham kiến vực chủ đại nhân, cư dân tu la thành nhao nhao hô to, như núi gạo rừng gầm rồi quỳ lạy trên mặt đất. Mặt khác đám người đến từ bên ngoài cũng nhao nhao hành lễ, hoan nghênh chư vị đến đây tham dự tam vực hội minh, làm vẻ vang cho tu la thành và cho kẻ hèn này. Mục đích hội minh lần này chắc hẳn mọi người cũng đã biết rõ. Để cho công chính ta cử hành hội minh ở chỗ này, chư vị có thể tùy ý quan sát, cũng là bằng chứng cho đại hội lần này. Âm thừa toàn chậm rãi nói ra, thanh âm của gã không lớn, nhưng tất cả mọi người gần quảng trường đều nghe rõ ràng, thoáng như vang bên tai. Mọi người phía dưới nghe vậy, lần nữa xôn xao nghị luận. Âm vực chủ làm việc quang minh lỗi lạc, tại hạ bội phục. Một thanh âm vang lên cao vút, trên đài cao lóe lên hắc quang, hiện ra ba thân ảnh hắc bào. Người đi đầu là một trung niên nam tử, mày rậm mặt vuông, màu da đen kịt như đáy nồi, dưới cằm là chùm râu đen nhánh dài nửa xích, lúc này đang chậm rãi gật đầu nói trên thân người này cũng không tản mát ra chút khí thức nào, lại cùng tương dung hoàn mỹ với thiên địa chung quanh, mơ hồ có địa vị ngang với âm thừa toàn. Hai người phía sau, một người là một thanh niên nam tử, thân hình cao ngất, lưng hùm vai gấu, cường tráng như một con gấu. Người còn lại là một lão giả có trọm dâu hoa dâm, thân hình còng xuống, trong tay chống một cây ô một quải trượng, một bộ dạng như sắp xuống lổ. Màu da hai người này cũng đen kịt một mảnh, đúng là sứ giả hát thằng vực, nghe đồn bởi vì nguyên nhân địa lý khí hậu, nên làn da người hắc thẳng vực đều có màu đen kịt, quả nhiên đúng như vậy. Trung niên dâu dài kia hình như là phó vực chủ hắc thẳng vực tiêu bất dạ, tiêu đạo tổ. Hai người kia hình như là minh vương thánh sứ cùng thiên sát thánh sứ, hai trong mười ba thánh sứ hắc thẳng vực, hai người đều là tuyệt thế cường giả đại la cảnh. Đám người phía dưới đều nghị luận, mặt lộ vẻ hưng phấn. Tiêu phó vực chủ quá khen, được chư vị tín nhiệm, lần này tam vực hội minh tổ chức tại tu la thành ta, âm mố tự nhiên phải tổ chức rõ ràng thẳng thắn, vẻ mặt âm thừa toàn lạnh lùng cố nặn ra vẻ tươi cười nói ra hy vọng âm vực chủ chớ quên chuyện đó hư không trên đài cao lại lóe lên lần nữa lại hiện ra ba bóng người người nói chuyện là một nam tử tóc trắng dung mạo cực kỳ tuấn mỹ nhưng giữa thần sắc lại tràn ngập vẻ thê lương dường như đã trải qua vô tận chuyện thương tâm làm cho người ta cảm giác một loại bi thương hai người đứng sau thanh niên tóc trắng một người là một đại hán trung niên ngũ quan khuôn mặt bình thường thân hình lại cực kỳ cao lớn rắn chắc mặc một cổ áo giáp màu đen, thân ảnh cực lớn đứng vững như cột điện, làm cho người ta một loại cảm giác trầm ổn như núi. Người còn lại là một nữ tử quần trắng, thân hình yểu điệu, dung mạo cực đẹp, chẳng qua mặt hơi hẹp dài, lộ ra một cỗ cảm giác lạnh lùng thấu xương. Nếu như Hàn Lập ở đây, tất nhiên liếc mắt liền nhận ra, nàng này không phải ai khác, chính là Giao Tam. chương 722, tái tụ tập, là người luân hồi vực, nam tử tóc trắng kia chính là Hoàng Phủ Ngọc Tiếng Tam lừng lẫy. Nguyên lai hắn chính là Hoàng Phủ Ngọc, là vực chủ cẩm nam vực năm đó. Nghe nói người này là tình nhân với tâm vũ cung chủ luân hồi vực, nàng này đã đánh một trận với thiên đình chân tiên giới đến hương tiêu ngọc vẫn, Hoàng Phủ Ngọc thương tâm đứt ruột, ngược lại tu vi đại tiến, thành tựu đạo tổ cảnh. Về sau không biết làm sao lại gia nhập luân hồi vực. Trung niên nam tử kia hình như là vũ dương cung chủ luân hồi vực, bất quá nữ tử váy trắng kia lại chưa từng thấy qua, hơn nữa tu vi cũng không quá cao, mới vừa vặn đạt đến thái ất cảnh ba người thanh niên tóc trắng Hoàng Phủ Ngọc cùng Giao Tam. Hiện thân, đám người phía dưới lại nghị luận, đại đa số ánh mắt đều nhìn về hướng Hoàng Phủ Ngọc, trong đó đặc biệt là nữ tử chiếm đa số. Hoàng Phủ Cung Chủ yên tâm, âm mỗ nói được sẽ làm được. Âm thừa toàn quay đầu nhìn về phía ba người Hoàng Phủ Ngọc, chậm rãi nói ra. Vào thời khắc này, từng đạo độn quang từ đằng xa bay vụt đến, đáp trên đài cao, một đám hiện ra với phục sức khác nhau, bộ dáng thân ảnh càng là thiên kỳ bách quái. Thiếu Hạo vực chủ mặc toàn đến, Thiên Đồ vực chủ hề nhân tung đến, Bách Chiến vực chủ Việt Dương đến, chính là các vực chủ tiểu vực hôi giới, vốn phụ thuộc ba đại vực cửu u, Hắc Thăng, Luân Hồi, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đương nhiên đây chỉ là quá khứ phụ thuộc, trải qua lần Tam vực hội minh này, lợi ích hút mắc ngoài sáng trong tối, thế cục hiển nhiên sẽ phát sinh biến hóa không nhỏ. Toàn bộ những bóng người trên đài cao này đều tản ra khí tức vô cùng cường đại, thấp nhất cũng là cấp độ Kim Tiên. Hắc sĩ vực chủ cũng đã đến nơi này, sau lưng còn đi theo hai người, chính là lãnh chúa Miêu Cốc cùng lão giả mập mạp kia. Chư vị vực chủ đều đã đến rồi, mời vào chỗ ngồi." Âm Thừa Toàn cất giọng nói, một đám vực chủ trên đài cao nhao nhao ngồi xuống, những người dưới quyền thì đứng ở sau lưng họ. Tam vực hội minh chính thức bắt đầu, Âm Thừa Toàn cũng đi đến một chỗ ngồi xuống, chậm rãi nói ra: "Keng", cuối cùng một tiếng chuông lớn vang vọng trời xanh, rồi chậm rãi tiêu tán bốn cột sáng phóng lên trời cũng nhanh chóng nhỏ đi, sau đó biến mất. rời khỏi khu điên đảo nhai của Thát Minh khu cùng khu vực phường thị rất có danh khí kia, một đường tiến vào phía trong, chẳng những kiến trúc ven đường ngày càng trở nên thưa thớt, mà Uno trên đường cũng trở nên ít hơn. ba người Hàn lập rời xa phiến phường thị, sau đó bắt đầu che giấu khí thức và thân hình, lặng lẽ tiến về hướng bách tàng khu. người đi trên đường ngày càng ít, nhưng ven đường lại gặp đội ngũ Uno tuần tra nhiều hơn, không quá giống với những Uno phổ thông trên người những u tuần tra này đều mặc một bộ áo giáp màu đen, chỉ bảo vệ từ phần bụng trở lên, giáp chân cùng giáp vai cùng loại, thoạt nhìn có chút nhẹ nhàng. Sát khí trên người bọn họ phần lớn nồng đậm dị thường, trừ một người cầm đầu có cấp bậc đại thừa ra, phần lớn còn lại đều là cấp bậc hợp thể cùng luyện hư, cơ bản đi dọc theo lộ tuyến cố định tuần tra, tránh né cũng không quá khó. Cũng không lâu lắm, ba người Hàn Lập xuyên qua trùng điệp đội ngũ tuần tra, đi tới khu biên giới giáp giữa Thát Minh khu và Bách Tàng khu biên giới hai khu giống với bên ngoài Tu La Thành, ngăn cách bởi một bức tường thành to lớn màu đen, phía trên âm khắc các loại phù văn cổ quái, bao phủ bởi một tầng mây xám mơ hồ, làm cho người nhìn không thấy rõ. Phía trên cửa thành tu kiến một tòa đại điện màu đen ba tầng, mấy trăm trượng hai bên lại xây một tòa vọng lâu, chính giữa tường thành cứ cách 10 bước lại đứng một tên Uno mặc giáp tay cầm binh khí. Bên trong cổng tò vò là hai cánh cửa thành nặng nề đóng chặt, chấn giữ trước cửa là hai cự nhân giáp đồng thân cao hơn 10 trượng, dung mạo tương tự nhân tộc, đầu hói mắt to, miệng rộng mặt vuông, răng nanh lồi ra ngoài, có chút xấu xí. Lúc này Hàn Lập đang ẩn thân sau một khối nham thạch màu xám cách cửa thành mấy trăm trượng, hai người ma quang cùng thạch xuyên không cũng ở cách đó không xa, ẩn giấu sau một khối đá. Lúc này, bọn hắn đều nhờ thạch xuyên không thi triển bí thuật không gian, che đậy thân hình cùng khí tức, mới có thể đi tới cửa thành gần như thế mà không bị phát hiện. Tin tức siêu hồn trên cơ bản không sai biệt lắm, trên tường thành có cấm chế đặc thù gia trì, hai tên giữ cửa hẳn là đồng tích tộc, một chủng tộc có chiến lực rất mạnh trong cửu khu vực, tu vi hẳn là từ chân tiên trở lên. Thạch Xuyên không liếc nhìn thi thể một gã Uno nằm trên mặt đất, truyền âm nói với Hàn Lập cùng Ma Quang. Cái này cũng không là gì, phiền toái nhất chính là ở trong thành còn có một gã người cửu U tộc có thể so với tu sĩ Đại La chấn Thủ, xem ra vẫn chưa bị chuyển đến đọa hồ khu, chúng ta muốn đi vào, sợ là không dễ. Lông mày Hàn Lập cao lại nói, mượn không gian pháp tắc chi lực vẫn có thể an ổn xuyên qua cấm chế trên tường thành, khó khăn chính là không chắc được việc không kinh động tên tu sĩ cửu u tộc kia. Thạch Xuyên không nghe vậy, cao mày nói, không sao, người cứ vận dụng không gian pháp tắc, chấn động sát khí ta sẽ giúp người che lấp. Ma Quang nghe vậy, lay động nhẹ quạt xếp, cười nói, người có biện pháp che giấu tên tu sĩ cửu u tộc cấp bậc đại la kia. Hàn Lập có chút hoài nghi nói, như thế nào, người không tin, Ma Quang nhếch miệng cười một tiếng, hỏi. Tu sĩ cấp bậc đại la cao hơn cảnh giới chúng ta quá nhiều, một khi bị kinh động, chỉ sợ cả cơ hội đào tẩu chúng ta cũng không có ma quang đạo hữu nếu không mười phần nắm chắc chưa có cậy mạnh thạch xuyên không có chút lo lắng nói hàn đạo hữu thân hình bí ẩn cường đại này ngươi hẳn là hiểu rõ nhưng rốt cuộc có chỗ thần kỳ nào chỉ sợ ngươi còn không biết nếu như ta dám mở miệng đương nhiên phải nắm chắc chứ ma quang truyền âm nói với hàn lập hàn lập nghe vậy do dự một lát mới mở miệng nói ra ta tin ngươi lông mày thạch xuyên không hơi nhân lại đang muốn nói gì nhưng cuối cùng vẫn nhẫn nại không nói nữa. Tuy ta nắm chắc, nhưng không thể thi triển tại đây. Đi thôi, chúng ta tránh chỗ thành lâu cùng vọng lâu, ở giữa tường thành tìm một chỗ bạc nhược yếu kém để đột phá. Ma Quang thu hồi quạt xếp, nói ra, Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không đồng thời gật đầu nhẹ, ba người vô thanh vô tức di chuyển về thành lâu phía đông. Dừng lại đã, chúng ta bị theo dõi. Một mực đi ra hơn trăm dặm về hướng đông, đột nhiên Hàn Lập truyền âm bảo ngừng lại. Thạch Xuyên không nghe vậy, lập tức cảm thấy cả kinh căn bản gã không phát giác được chút nào khác thường ma quang cũng lộ vẻ do dự tựa hồ có chút nghi hoặc thạch huynh lệ đạo hiếu chứa khẩn trương là chúng ta đúng lúc này một thanh âm có chút quen thuộc truyền tới hàn lập cùng thạch xuyên không liếc nhau một cái đều thấy trong mắt đối phương một tia kinh ngạc tiếng nói vừa xong một đạo bạch quang sáng như tuyết hiện lên trong hư không quang ảnh mơ hồ vặn vẹo một hồi hai đạo thân ảnh một cao lớn một gầy từ đó hiện lên đi ra trong đó người gầy mặc trường bào màu đen dung mạo trẻ tuổi lại là hồ tam mà người kia hàn lập càng không xa lạ gì chính là bách lý viêm lúc trước gặp một lần tại tam miêu tộc hồ tam tại sao là ngươi vị này chính là thạch xuyên không vốn cả kinh tiếp theo tự đáy lòng vui vẻ nói thạch huynh lệ đạo hiếu đã lâu không gặp vị này chính là bách lý viêm đạo hiếu cũng thuộc luân hồi điện chúng ta hồ tam vừa cười vừa đi lên trước giới thiệu Dứt lời, ánh mắt của gã rơi vào trên người ma quang, đáy mắt không khỏi hiện lên một tia kinh nghi. Bách Lý Viêm một đường đi tới cùng y, lúc trước tại tam miêu tộc đã gặp ma quang, cũng nghe Hàn Lập nói qua đại khái, cho nên ngược lại cũng không có kinh ngạc. Hàn Lập tránh nặng tìm nhẹ giới thiệu qua ma quang, sau đó lập tức nhíu mày hỏi các ngươi sao lại đi cùng nhau. Chuyện này nói rất dài dòng, năm đó di tích chân ngôn môn tan vỡ, ta bị không gian phong bạo thôn vệ đến nơi này, thiếu chút nữa đã chết trong tay một đầu sát cốt đại yêu, nhờ trên người mang nhiều đan dược cùng tiên nguyên thạch, mới một mực trốn đông núp tây ở phương khâu vực, thẳng đến lúc gặp Bách Lý Đạo Hiếu. Hồ Tam gái gái đầu nói, sắc mặt mơ hồ mang theo vài phần lúng túng. Hàn Lập nhìn bộ dạng cùng thần sắc của y khác trước khá lớn, biết rõ y che giấu cái gì, liền nhìn qua Bách Lý Viêm mang ý hỏi thăm. Lúc trước ly khai tam miêu tộc, sau đó ta liền đến đông hồ vực cùng phương khâu vực, tại giới sa tộc gặp được Hồ Tam. Khi đó hắn vì ăn cắp bí bảo cung phụng giới sa tộc, bị người bắt ném vào trong nhà tù tăm tối chờ ngày trừng phạt. Cũng may giới sa tộc đã quyết ý gia nhập luân hồi vực, mới trao trả hắn coi như lễ vật tặng ta, về sau liền cùng ta đi đến nơi đây. Bách Lý Viêm cười khổ một tiếng, giải thích, Hàn Lập nghe vậy một hồi không biết nói gì, nhìn Hồ Tam một cái, cũng không nói gì, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một loại suy nghĩ quả nhiên là thế. Hồ Tam, không nghĩ tới người cũng sẽ thất thủ, Thạch Xuyên không cũng cười hắc hắc, mang theo vài phần chiêu chọc nói. Cái này, có thể là do không quen phong thủy a à, ha ha đây đều là sự tình quá khứ rồi không đề cập tới nữa chúng ta vẫn nên nói chính sự thì hơn hồ tam cười ha ha một tiếng chuyển chủ để nói nói trở lại làm sao các ngươi lại tìm được chúng ta hàn lập hỏi ta biết rõ ngươi đi theo tam miêu tộc đến đây thế nhưng tại tam miêu tộc bên kia không thấy ngươi liền đoán ngươi nhất định chạy đến tẩy sát trì vì vậy tìm tới đây bách lý viêm cười nói không sai thật sự chúng ta tính toán đi tẩy sát trì đấy. Hàn Lập gật đầu nói, như vậy vừa vặn, chúng ta cùng kết bạn đi đến tẩy sát trì. Nhiều người nhiều phân lực, tỷ lệ thành công cũng lớn hơn một chút. Hồ Tam xoa xoa đôi bàn tay, nói ra, cũng tốt, Hàn Lập nghe vậy, nhìn Bách Lý Viêm một cái, gật đầu nói. Mặc dù trong ba người, mà quàng có tù vi cao nhất, nhưng gã cũng giống Thạch Xuyên không vẫn dùng Hàn Lập như thiên lôi sai đâu đánh đó, thấy Hàn Lập nói như thế, hai người bọn họ đương nhiên không có ý kiến gì vì vậy năm người cũng không nói gì thêm nữa một đường đi về hướng đông gần trăm dặm mới dừng lại không sai biệt lắm tiếp tục về hướng đông sẽ có một điểm báo động khả năng còn có tu sĩ cao giai cửu u tộc trấn giữ động thủ ở nơi này đi ma quang quét mắt nhìn tường thành phía trước nói ra trên tường thành một hàng u nô mặc giáp nắm binh khí đang đứng chỉnh tề ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước cấm chế trên tường thành chủ yếu có tác dụng ra cố cùng báo động chúng ta xuyên qua muốn không bị phát hiện cần phải tiến gần hơn một chút Thạch Xuyên không trầm ngâm nói, cái này giao cho ta xử lý. Hồ Tam dứt lời, cổ tay run lên, trong lòng bàn tay hiện ra một tinh cầu hình tròn. mươi 723, giò ngó, theo trong miệng Hồ Tam lẩm bẩm, điểm lên tinh cầu mấy cái, bên ngoài tinh cầu lập tức tỏa ra một tầng tinh quang bảy màu, vòng qua một cái liền bao phủ tất cả mấy người hàn lập vào trong. Tinh quang chấp động một chút, thân ảnh mấy người hàn lập liền biến mất ở chỗ này, khí tức cũng hoàn toàn che đậy vào. Hồ Tam đạo hữu đang thi triển huyễn thuật, Hàn Lập nghi ngờ hỏi: "Cứ xem như thế đi, tầng tinh quang này không thể va chạm vào cấm chế, nếu không sẽ lập tức hiện ra dấu vết hoạt động. Thời gian chúng ta không nhiều lắm, tranh thủ thời gian hành động đi." Hồ Tam gật đầu nhẹ, thúc giục, dứt lời, mấy người ở trong tầng tinh quang này nghênh ngang đi tới phía dưới chân tường thành màu đen kia. Toàn bộ hành trình quả nhiên không gây chú ý chung quanh chút nào, những tên thủ vệ Uno kia cứ đứng thẳng tắp nơi đó, một tia chấn động trong ánh mắt cũng không phát sinh. Hàn Lập thấy vậy, trong nội tâm thoáng buông lỏng nơi đây không sai biệt lắm a hồ tam nói chậm đã ta phải bố trí một chút trong khi nói chuyện thạch xuyên không bắt đầu lật tay lấy ra từng khối trận bàn và từng quả cấp sát mặc thạch bố trí trên mặt đất ngươi lại sử dụng thứ này để bày trận trước kia ta còn tưởng ngươi mua là vì miếng yêu đan kia chứ hàn lập thấy vậy hơi ngẩn ra nói bố trí không gian pháp trận chú ý vị trí địa lý tiện lợi đương nhiên là ngay tại chỗ đó lấy tài liệu cho tiện một chút dù sao có ma quang đạo hữu tại đây ta dạy hắn một chút phương pháp thúc giục là được thạch xuyên không cười cười nói ra dứt lời gã liền tiếp tục vùi đầu bố trí hàn lập ở một bên cẩn thận bắt đầu đánh giá phát hiện thạch xuyên không bố trí pháp trận hết sức phức tạp thậm chí hơi giống với truyền thống pháp trận nhưng rõ ràng bất đồng dùng nhãn lực của hắn cũng nhìn không ra quá nhiều môn đạo trong đó thạch huynh đã xong chưa ảnh nguyễn tinh này của ta không thể chống đỡ quá lâu hồi lâu sau hồ tam có chút lo lắng thúc giục Tốt rồi, các ngươi đều đứng vào trong pháp trận đi. Thạch Xuyên không khảm một khối trận bàn cuối cùng vào trong pháp trận, lau chán một cái, đứng lên nói. Đám người Hàn Lập nghe vậy, lập tức rời bước tiến vào trong pháp trận, là một vòng tròn không lớn, vừa vặn đủ 5 người bọn hắn đứng. Thúc dục ngược lại cũng không khó, một lát các ngươi tận lực thu liếm khí tức, ta sẽ che lấp chấn động pháp trận tường thành. Mà quang nghe Thạch Xuyên không nói phương pháp thúc dục trận pháp, sau đó gật đầu, nói ra. Sau đó, gã giơ lên một ngón tay, đầu ngón tay lập tức có sát khí cuồn cuộn tuôn ra, như từng sợi khói đen xoay tròn, bao tất cả năm người bọn họ vào trong. Ngay sau đó, chợt nghe một hồi thanh âm ngâm tụng từ trong miệng ma quang truyền ra, từng vòng chấn động không gian lập tức từ pháp trận dưới chân mọi người sinh ra, lại bị sát khí vần quanh bốn phía gắt gao ngăn trở, không lan ra nửa điểm. Đi, một tiếng quát nhẹ vang lên, huyễn ảnh tinh quang của Hồ Tam đồng thời bạo liệt. Mấy thân ảnh trong pháp trận đồng thời vặn vẹo một hồi, biến mất không thấy gì nữa. Trên tường thành, một gã nô nheo mắt, cảm giác được cái gì đó vội nhìn lại dưới tường thành, chỉ thấy chỗ đó tựa hồ nổi lên một hồi gió lốc, xoáy lên một mảnh bụi đất màu nâu xám. Gã vội vàng thả thần thức quét qua chỗ đó, nhưng không phát hiện chút dị thường nào. Mà cấm chế pháp trận trên tường thành cũng không sinh ra nửa điểm chấn động, gã lắc đầu, thần sắc trên mặt lại hờ hứng, khôi phục bộ dạng như cũ. Bên kia, trên đường nhỏ lót một mảnh gạch màu nâu xanh, thân ảnh mấy người Hàn Lập hiển hiện ra, lập tức thân hình chấp động một hồi, vô thanh vô tức tiến về phía trong thành. Có lẽ do tam vực hội minh đang cử hành, nên bên trong bách tàng khu tựa hồ cũng hưu quạch, kiến trúc phổ biến trong thành không cao, chỉ có một ít tháp cao đứng lặng là công sự, phía trên có một đám Uno mặc giáp chân giữ. Tại một ít ngõ phố trong thành, có thể nhìn thấy nhiều đội Uno tuần hành qua lại, trong đó người đầu lĩnh ngẫu nhiên còn có thể so với tu sĩ chân tiên. Đề phòng trong bách tàng khu này càng thêm nghiêm mật, chúng ta phải cẩn thận hơn mới được. Ánh mắt Thạch Xuyên không nhìn quanh vài lần, nói ra: "Vừa rồi ta để ý quan sát, tình huống bên trong bách tàng khu này khác với trong địa đồ khá lớn, rất nhiều vị trí tuần vọng tháp cũng không có đánh dấu." Ma Quang trầm giọng nói ra: "Cái này cũng không có gì lạ, bản vẽ này hơn phân nửa là phiên bản toàn bộ Tu La thành trước lúc dưới nghiêm, sau này trong thành có cải biến gì đương nhiên sẽ không hiện ra, chỉ cần đường xá phân bố bên trong bách tàng khu không sai là được." Hàn Lập lắc đầu, nói như thế đường xá ngược lại không có cải biến gì đến khu vực la sinh khu có ba con đường trong đó hai đường qua cửa thành một đường theo hướng tây bắc qua một tòa vọng lâu ma quang suy nghĩ một lát nói ra vậy trước tiên đi qua vọng lâu bên kia xem một chút đi thành lâu bên kia hơn phân nửa giống lúc trước sẽ có tu sĩ đại la cảnh chấn giữ hàn lập trầm ngâm nói mấy người còn lại không có ý kiến gì bàn bạc xong bọn hắn liền tránh tuần vọng tháp cùng u nô tuần thành cẩn thận đi trong bách tàng khu tiến lên đi trong bách tàng khu về phía trước một khoảng, số lượng Uno tuần thành trong thành chẳng những không giảm, ngược lại gia tăng lên một ít, số lượng tuần vọng tháp cũng gia tăng lên, nguyên một đám Uno mặc giáp ở phía trên cẩn thận dò xét chung quanh. Mặc dù năm người Hàn Lập đều có tu vi cao thâm, nhưng dối tình huống như thế cũng phải sốc lại tinh thần, cẩn thận tiến lên. Trong nháy mắt đã qua hơn nửa canh giờ, rốt cuộc năm người đi tới khu vực trung tâm bách tàng khu, núp sau một kiến trúc cao lớn nghỉ ngơi một chút. Ánh mắt Hàn Lập dò xét khắp nơi, lông mày khẽ nhướng lên. Hắn có thể cảm giác được, trong không khí nơi đây đột nhiên nhiều ra một cỗ băng lãnh rét thấu xương, mặt đất và trên vách tường gần đó mơ hồ ngưng tụ ra một tầng xương trắng. Nơi này nhìn không thấy kiến trúc bình thường, hai bên đường là từng bức tường cao lớn đen kịt, hơn nữa nối tiếp với nhau hợp thành một mảnh quần thể bức tường liên miên. Mấy cái ống khói to lớn từ quần thể bức tường nhô cao cao chót phót, thỉnh thoảng có khói xám đậm đặc từ trong đó tuôn ra cuồn cuộn, thoạt nhìn giống như một loại công xưởng cỡ lớn ở mảnh quần thể bức tường này hộ vệ lại nhiều hơn giữa không trung thỉnh thoảng có từng đạo độn quang bay qua dò xét hết thảy động tĩnh phía dưới nơi này lại có nhiều hộ vệ như thế xem ra bên trong mảnh kiến trúc quần thể này không đơn giản a à, có lẽ ẩn dấu bí mật của cửu u tộc hồ tam nhìn quần thể bức tường phía trước con mắt hơi sáng lên truyền âm trao đổi với bốn người đây có gì cũng không quan hệ với chúng ta tìm kiếm tẩy sát trì mới là việc cấp bách hồ tam tình huống trước mắt không giống với thường ngày người cũng không nên thêm chuyện đó sắc mặt thạch xuyên không siết chặt lập tức cảnh cáo ta biết rõ người cứ yên tâm đi hồ tam cười nhạt một tiếng nói ra thạch xuyên không vẫn như cũ có chút không yên lòng chăm chú nhìn hồ tam tựa hồ sợ gã gây rắc rối hàn lập nhìn hai người một cái lập tức rời ánh mắt đi nhìn về hướng bức tường màu đen kia tâm niệm vừa động một luồng thần thức lặng lẽ thẩm thấu vào bên trong thần thức hắn vừa mới thẩm thấu vào vách tường lập tức bị một cỗ vô hình chi lực không chút khách khí bắn ra ngoài. Trong mắt Hàn Lập hiện lên một tia kinh ngạc, vội vàng thu hồi thần thức, không tiếp tục cưỡng ép dò xét nữa. Tiểu tử, người muốn biết rõ đó là cái gì không? Vào thời khắc này, thanh âm thạch khinh hậu liền vang lên trong đầu Hàn Lập. Xem ra người biết, đuôi lông mày Hàn Lập khẽ động, truyền âm hỏi. Trong vách tường này bố trí cửu u đại tàng huyền cấm, thuật này mặc dù là bí thuật cấm chế cửu u tộc, nhưng muốn phá giải cũng không khó, Ta truyền cho ngươi phương pháp phá giải, ngươi xem đi." Thạch Khinh Hậu không có trả lời câu hỏi Hàn Lập, phối hợp nói ra. Sau đó một cô ý niệm truyền vào trong đầu Hàn Lập, là một phương pháp phá giải cấm chế huyền diệu. "Vì sao ngươi truyền bí thuật này cho ta, để cho ta dò xét tình huống bên trong?" Hàn Lập có được bí pháp, nhưng cũng không vui mừng, nhíu mày truyền âm hỏi. Nhưng giờ phút này Thạch Khinh Hậu lại yên lặng, tựa hồ không muốn đáp lại. Ánh mắt Hàn Lập hơi trầm xuống, chân chờ một chút sau đó vẫn quyết định thả ra một luồng thần thức, lần nữa thẩm thấu vào trong vách tường. Trong vách tường lập tức lộ ra một cỗ vô hình chi lực, ngăn cản thần thức tiến lên. Ánh mắt của hắn chấp lên, sau đó vận chuyển phương pháp phá giải cấm chế. Nguyên bản cấm chế chi lực cứng cỏi nhanh chóng trở nên mềm xốp, sau đó hòa làm một thể với thần thức của hắn. Ngay sau đó phốc một tiếng, thần thức hắn dễ dàng thẩm thấu vào, thấy được tình huống bên trong. Ánh mắt hàn lập hơi lóe lên, nhưng lập tức khôi phục lại. Chỗ bên trong mà hắn đang dò xét là một cái ao nước lớn chừng hai ba mươi trượng, trong ao đổ đầy chất lỏng màu xám trắng, giờ phút này cuồn cuộn kịch liệt giống như đang đun sôi. Trong ao thình lình ngâm bốn cái lồng sắt ngâm đen, trong đó nhốt hai đầu dị thú hôi giới, còn có hai dị tộc đầu mọc sừng châu, không biết là chủng tộc gì. Trong miệng hai hôi thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, ra sức giấy ruộng trong lồng sắt, muốn phá lồng chui ra. Thế nhưng lồng sắt kiên cố dị thường, một mực giam hai dị thú bên trong, Mặt khác hai dị tộc sừng châu kia không có giấy rùa kêu la gì, thân thể tựa hồ cứng ngắc, nằm im trong lồng, chỉ có con mắt ngẫu nhiên còn chuyển động thoáng một chút, biểu hiện ra chúng vẫn còn sống, nhưng thần sắc cũng cực kỳ ngốc trệ. Hai dị tộc này tựa hồ bị ngâm trong ao này quá lâu, thân thể hiện ra màu xám trắng, thoạt nhìn có chút quỷ dị. Trừ những thứ đó ra, còn có hai tên Uno đứng ở ao nước, chú ý quan sát tình huống trong ao. Trong nội tâm Hàn Lập kinh ngạc một hồi, bất quá cũng không có nhìn nhiều nơi này, lại tiếp tục lan thần thức tiến vào bên trong bức tường kế tiếp trong bức tường này không phải là ao nước mà là một bếp lò to lớn cao chót vót dưới lò thiêu đốt hỏa diễm màu xám cuồn cuộn nhưng không tản mát ra chút khí thức cực nóng nào ngược lại tán phát ra từng trận âm hàn rét thấu xương mà bên trong hỏa lò thình lình treo mấy dị tộc hôi giới màu xám trắng hoặc là hôi thú từng cỗ hôi quang từ trong lò tuôn ra nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể những dị tộc hôi thú này thân thể những dị tộc hôi thú này nhanh chóng phồng lên phảng phất như bị bơm hơi, bên trên làn da hiện ra từng đạo hoa văn quỷ dị. Thần thức Hàn Lập dừng lại ở chỗ này một chút, sau đó tiếp tục lan tràn sâu vào bên trong, trong nháy mắt xem xét mười mấy bức tường màu đen, trong mỗi bức tường đều có một loại phương pháp luyện thể đặc biệt, hoặc nấu nước, hoặc hỏa thiêu, hoặc dùng kịch độc rèn luyện. Những hôi thú dị tộc bị rèn luyện bên trong những bức tường này, thân thể không ngừng biến hóa, hóa thành các loại hình người, hình thú, quái vật. Khí tức những quái vật này so với trước lớn hơn rất nhiều, nhưng đã mất đi thần trí, biến thành từng cỗ khôi lỗi thần sắc mờ mịt, một đám bị nhốt bên trong lồng sắt to lớn, trồng chất đến bức tường cuối cùng. Chương 724: Chia ra hành động. Hàn Lập nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị giữa các bức tường, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi. Những thứ xấu xí bên trong những bức tường này tựa hồ là nơi luyện chế khôi lỗi của cửu u tộc với sinh vật hôi giới, thậm chí tiến hành với cả người chủng tộc khác ở hôi giới, hành động như vậy tuyệt không thể để lộ ra ngoài, khó trách phải thủ vệ nghiêm mật như thế hơn nữa cửu u tộc dường như giày công tôi luyện phương pháp quỷ dị này lại tiến hành với số lượng rất nhiều cửu u tộc nhân tuy rằng thưa thớt nhưng ngoài lực lượng bản thân cường hãn còn có thể khống chế u nô lại còn luyện chế rất nhiều khôi lỗi khó trách có thể trở thành một đại tộc chấp trưởng cửu u vực hắn nhìn mấy lần rồi rút thần thức về trở lại bên trong vách tường ao nước kia sau đó lan tràn đến một phương hướng khác rất nhanh đi vào bên trong một vách tường thật lớn nơi này là từng tòa nhà giam cao thấp không đồng nhất rậm rạp chẳng chịt giống như tổ ong. Trong đó một phần nhà giam giam, giam giữ các loại yêu thú hôi giới, một bộ phận khác lại giam giữ người các tộc hôi giới, toàn thân trần trụi, hai mắt vô thần, bởi vì những nhà giam này cố ý thiết kế thập phần thấp bé, nên những người này giống như yêu thú nằm dạp trên mặt đất. Những thứ này đúng là nguyên vật liệu luyện chế khôi lỗi, số lượng rất nhiều, có chừng mấy ngàn con. Trong đó không thiếu tồn tại chân tiên cảnh, thậm chí lợi hại như kim tiên cảnh. Bất quá những thứ này lợi hại nên nhà giam cũng được đặc chế, thiết kế các loại cấm chế chắc chắn dị thường không để cho chúng thoát ra hàn lập dò xét tình huống bên trong vách tường bỏ ra khá nhiều thời gian sau đó rất nhanh thu hồi thần thức đám người thạch xuyên không hồ tam không biết chút nào việc hàn lập dò xét vừa rồi bây giờ nghỉ ngơi cũng đã vừa đủ một đoàn người tiếp tục đi tới phía trước năm người tiếp tục cẩn thận ẩn núp dựa theo lộ tuyến trên bản đồ rất nhanh đi tới hướng tây bắc bách tàng tiếp giáp với biên giới cách đó không xa một tòa võng lâu cửa đại xây trên tường thành giống y đúc vị trí vẽ trên bản đồ. Trên lầu Hắc Quang mơ hồ, bị một tầng cấm chế bao phủ, phụ cận cũng đứng không ít Uno mặc giáp, tựa hồ đang bảo vệ nơi này. Đám người Hàn Lập trốn ở một chỗ bí mật, nhìn về tường thành phía trước. Đến nơi này, sắc mặt năm người đều buông lỏng, phần gian nan nhất đã qua, kế tiếp chỉ cần tái sử dụng phương pháp xuyên không vừa rồi là thông qua chỗ tường thành này. Thạch Đạo Hữu, lần này lại làm phiền ngươi thi triển không gian truyền tống chi thuật, mang bọn ta đi qua. Hàn Lập thu hồi ánh mắt, nói với Thạch Xuyên không. Không vấn đề, bất quá hồ huynh, phải nhớ ngươi thi pháp mang bọn ta đến gần tường thành. Thạch Xuyên không gật gật đầu, nói với Hồ Tam, cứ giao cho ta, Hồ Tam lập tức gật đầu, sau đó cổ tay run lên, trong lòng bàn tay hiện ra tinh cầu hình tròn kia. Chỉ thấy trong miệng y lẩm bẩm, bấm niệm pháp quyết điểm một cái vào tinh cầu, tinh cầu lập tức nở rộ một tầng tinh quang bảy màu, bao phủ năm người vào trong. Theo tinh quang bảy màu chấp động một chút, thân ảnh đám người hàn lập biến mất vô tung. Hồ Tam vung tay lên, một nhóm năm người rất nhanh đi tới chỗ tường thành. Thạch Xuyên không bấm niệm pháp quyết liên tục, đồng thời lật tay lấy ra từng khối trận bàn bố trí dưới mặt đất, rất nhanh liền bố trí xong một cái truyền tống pháp trận. Gã phất tay lên, một tia sáng trắng rơi vào trong pháp trận, truyền tống pháp trận lập tức sáng ngời. Lúc này hai tay ma quang vung vẩy, từng cỗ sát khí giống như khói đen tuôn ra cuồn cuộn, bao phủ truyền tống pháp trận vào trong, giam cầm tất cả chấn động khí tức truyền tống pháp trận sáng lên thân ảnh mấy người hơi nhoáng một cái nhưng sau một khắc lại khôi phục như lúc ban đầu không có biến mất đám người hàn lập thấy cảnh này sắc mặt biến đổi ánh mắt đều nhìn về phía thạch xuyên không sắc mặt thạch xuyên không cũng tái nhợt lập tức biết rõ cái gì ánh mắt nhìn lại phía tường thành sắc mặt trầm xuống thạch huynh xảy ra chuyện gì vậy hồ tam vừa thúc giục tinh cầu che giấu giấu vết mọi người vừa nói về trước rồi hãng nói thạch xuyên không không nói rõ nguyên nhân Bắt tay thu hồi trận kỳ trận bàn trên mặt đất, dẫn đầu đi về chỗ bí mật lúc trước. Mấy người nhìn nhau vài lần, vội vàng đi theo, rất nhanh quay về chỗ cũ. Thạch đạo hiếu, vừa rồi xảy ra chuyện gì? Vì sao truyền tống lại thất bại? Bách Lý Viêm mở miệng hỏi trước, chẳng lẽ tường thành kia lại gia tăng thêm cấm chế không gian? Hàn Lập đột nhiên nhớ tới một khả năng, nói ra. Lệ đạo hiếu cũng có xem qua bí thuật không gian truyền tống. Không tệ, Đúng là như thế, trong cấm chế tường thành này lại bố trí thêm một tầng không gian cấm chế, truyền tống chi thuật của ta cũng không thể xuyên qua. Thạch Xuyên không liếc nhìn Hàn Lập, nói ra, mấy người khác nghe vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Trung quanh bách tàng khu bao phủ cấm chế dày đặc, ngoại trừ truyền tống chi thuật của Thạch Xuyên không, căn bản tìm không thấy biện pháp thứ hai có thể tiến vào la sinh khu phía sau. Thật vất vả mới đến được đây, chẳng lẽ lại thất bại trong gang tắc? Bách Lý Viêm không cam lòng hỏi, cũng không hoàn toàn như thế, chỉ cần làm không gian cấm chế trên tường thành dừng lại là được thạch xuyên không suy nghĩ một chút chậm rãi nói ra dừng không gian cấm chế việc này nói dễ vậy sao hạch tâm trận pháp không gian cấm chế này ở nơi nào chúng ta còn không biết bách lý viêm nhíu mày nói ra thạch đạo hữu đã tính trước như thế chắc hẳn đã có đầu mối gì rồi hàn lập nhìn thạch xuyên không nói ra đám người bách lý viêm hồ tam nghe vậy ánh mắt đều nhìn về thạch xuyên không ta vừa mới dò xét qua xác thực phát hiện một ít manh mối cấm chế trên tường thành chỗ này cường đại hạch tâm trận pháp nhất định cách đây không xa nếu không phải ở chỗ vọng lâu này thì sẽ ở chính ngay cửa thành thạch xuyên không nhìn lại phía cửa thành một cái nói ra nếu như thế chúng ta liền chia làm hai đường ta cùng thạch huynh lệ đạo hữu một đường ma quang đạo hữu cùng bách lý đạo hữu một đường chia ra ẩn nấp vào cửa thành cùng chỗ vọng lâu tìm kiếm hạch tâm không gian cấm chế này hồ tam mở miệng nói ra luận thần thông ẩn nấp tiềm hành mọi người ở đây tự lấy hồ tam cùng ma quang lợi hại nhất, hai người tách ra xác thực phù hợp. Mọi người nghe vậy, đều không dị nghị gì, ta cùng bách lý đạo hữu lẻn vào vọng lâu cũng không vấn đề, các người đi cửa thành, nơi đó có thể sẽ gặp tồn tại đại la chấn thủ, ngàn vạn lần coi chừng. Ma quang liếc nhìn ba người hàn lập, nhắc nhở, yên tâm, ta đã chuẩn bị, các người tiến vào vọng lâu này cũng không thể khinh thường. Còn đây là tiểu na di chuyển luân bàn, các người cất kỹ, có thể truyền tống trong cự ly ngắn, tìm được không gian cấm chế chỗ nào chúng ta liền dùng nó tụ hợp. Thạch Xuyên không tự tin cười cười nói, lập tức lấy ra một khối khay ngọc màu bạc hình bát giác lớn hơn một xích, đưa cho Ma Quang. Thạch Đạo Hữu không hổ là người Quảng Nguyên trai, thân gia phong phú, chúng ta cũng không khách khí. Ma Quang cười cười, không khách khí nhận lấy khay ngọc. Chờ một chút, coi như là tìm được hạch tâm trận pháp không gian cấm chế, một khi chúng ta phá hư nó, tất nhiên sẽ bị người phát hiện manh mối, do đó tiềm nhập bại lộ dẫn tới tồn tại đại la cảnh cửu u vực tìm kiếm chỉ sợ chúng ta khó có thể trốn được hàn lập chợt mở miệng nói ra những người khác nghe hàn lập nói vậy lập tức nghĩ đến vấn đề này sắc mặt đều trầm xuống không sao tìm được hạch tâm cấm chế không gian kia ta tự có biện pháp xử lý thạch xuyên không cười nhạt một tiếng lần nữa nói ra hàn lập kinh ngạc nhìn thạch xuyên không nhưng cũng không nói lời nào nếu như thế vậy nhờ cậy thạch đạo hữu rồi đám người hồ tam ma quang liếc nhìn nhau gật đầu nói. Mấy người lại trao đổi chi tiết hành động, sau đó lập tức phân tán ra. Ba người Hàn Lập ẩn núp đi về hướng cửa thành, dò xét thấy số lượng Uno ở tường thành cũng không nhiều, ba người tốn chút thời gian liền lặng yên không một tiếng động đi tới gần cửa thành. Bên trong cổng tò vò cực lớn, hai cánh cửa thành nặng nề đóng thật chặt. Trên cửa thành xây dựng một tòa đại điện màu đen cao ba tầng, mỗi hai bên đại điện lại xây một tòa vọng lâu bé hơn, ba tòa kiến trúc nối với nhau bởi một con đường bằng đá. Trên con đường bằng đá này đứng đầy đám u mặc giáp tay cầm binh khí, đi qua lại dò xét. Hai bên cửa thành phía dưới cũng đứng đầy giáp sĩ u vây chật như nêm cối. Tình huống nơi đây giống như đúc ở cửa thành, không khác nhau nhiều. Hàn lập nhìn cung điện cùng vọng lâu phía trên tường thành, thần tình ngưng trọng. Lần này khác với lần ở Thát Minh Khu, phải lèn vào trong cung điện có khả năng tồn tại Đại La, tuy hắn nghĩ thủ đoạn của mình không ít, nhưng trong lòng bàn tay không khỏi xuất ra mồ hôi lạnh. Thạch huynh, người thật có biện pháp tránh được đại la cảnh dò xét. Lúc này Hồ Tam cũng thu hồi vẻ vui cười, nhìn về phía Thạch Xuyên không hỏi. Khi trộm bảo tại xa giới tộc bị bắt, người bắt y đúng là một vị đại la, cho nên tồn tại đại la đáng sợ như thế nào, y là người hiểu rõ nhất. Mặc dù không nắm chắc 10 thành, nhưng 7-8 thành thì chắc. Thạch Xuyên không mỉm cười, từ trong tay áo móc ra ba miếng phù lục màu trắng. Phù lục này dài 3 tấc, rộng 2 tấc, phía trên khắc đầy hoa văn màu đen hết sức nhỏ, ngưng tụ thành một cái đồ án cực kỳ phức tạp, giữa đồ án mơ hồ có thể thấy hai chữ nhỏ, đúng là độn thiên. Ở trên phù lục chấp động hai màu hào quang đen trắng, lại không phát ra chút khí thức nào, Hàn Lập cùng Hồ Tam dùng thần thức dò xét, vậy mà cũng không tra xét được mảy may, không khỏi đều thất kinh. Đây là giới tử độn thiên tiên phù do đại la cảnh Quảng Nguyên trai ta luyện chế, huyền diệu vô cùng, chỉ cần tồn tại đại la cảnh không toàn lực dò xét, phù này có thể che giấu được. Thạch Xuyên không nói ra, đưa hai tấm phù lục tới cho Hàn Lập cùng Hồ Tam. Tiên phù do đại la cảnh luyện chế, Hồ Tam cùng Hàn Lập nghe vậy lắp bắp kinh hãi. Thạch đạo hiếu, phù này quá mức chân quý, chúng ta lấy không cũng không tốt, không biết nên dùng vật gì để trao đổi. Hàn Lập vẫn chưa đưa tay tiếp nhận, mở miệng nói ra. Lệ đạo hiếu sao lại nói vậy, lúc trước nếu không phải ngươi tương trợ, bây giờ ta đã trôn xương ở hôi giới rồi, chỉ là một tấm phù lục thì tính là cái gì? Hiện tại quan trọng nhất là phá giải không gian cấm chế nơi đây, tiến vào tẩy hồn khu, tìm được tẩy sát trì. Thạch Xuyên không cười nói, lệ đạo hiếu, không cần khách khí với hắn, ta cùng tiểu tử này quen biết đã lâu, thân gia hắn phong phú, rút sợi tóc gáy cũng có thể so với chúng ta rồi, đồ đạc của hắn không nên ngu ngốc mà không nhận. Hồ Tam ngược lại trung thực không khách khí tiếp nhận phù lục, nói với Hàn Lập. Lệ đạo hiếu chính là vị chính nhân quân tử, người cho rằng tất cả mọi người đều ra mặt dày giống ngươi sao. Thạch Xuyên không liếc Hồ Tam, khẽ nói. Hồ Tam cười hắc hắc, Nghe vậy cũng không tức giận. Nếu như thế, lệ mỗ cũng không khách khí." Hàn Lập gật đầu nhẹ, lúc này mới đưa tay nhận lấy phù lục. Chương 725: Dương Đông kích Tây. "Đúng rồi, cái phù này tuy rằng huyền diệu, nhưng có hạn chế là chỉ có thể duy trì liên tục nửa canh giờ, chúng ta phải tranh thủ trong khoảng thời gian này dò xét một lần." Thạch Xuyên không nói ra, sau đó há miệng nuốt giới tử độn thiên phù xuống. Trên người gã hào quang đen trắng nhộn nhạo một hồi, sau đó toàn bộ người dung nhập vào hư không không thấy bóng dáng hàn lập cùng hồ tam thấy vậy cũng nuốt xuống phù này cũng như thạch xuyên không thân hình hàn lập cùng hồ tam lóe lên hào quang đen trắng thân thể cũng nhanh chóng biến mất vào hư không ba người cùng sử dụng loại phù này nên vẫn có một tia cảm ứng vi diệu với nhau không đến nỗi phe mình cũng không nhận ra đi thôi hai tòa vọng lâu này cùng đại điện chính giữa đều có thể giấu hạch tâm pháp trận của không gian cấm chế kia chúng ta cần tìm kiếm qua những nơi này thạch xuyên không vung tay lên thân hình ba người bắn ra lạng yên không một tiếng động xuất hiện trên không của cửa thành vọng lâu bên trái phụ cận vọng lâu có không ít u nô mặc giáp đứng gác nhưng tu vi đều không cao dĩ nhiên không thể phát hiện được ba người hàn lập ba người bay vào bên trong vọng lâu nhanh chóng dò xét các nơi không gian bên trong vọng lâu không lớn ba người rất nhanh dò xét qua một lần bên trong là mấy cái phòng sinh hoạt hàng ngày hiện giờ không có một bóng người nhưng từ vật phẩm lưu lại hẳn là chỗ cư trú của những đầu lĩnh hộ vệ ở cửa thành, không phát hiện khí tức của cấm chế hạch tâm. Ba người Hàn Lập nhanh chóng bay ra, cái vọng lâu bên kia chỉ sợ cũng tương tự, không cần lãng phí thời gian, chúng ta đi đến đại điện đi. Thạch Xuyên không truyền âm nói ra, Hàn Lập cùng Hồ Tam cũng nhận định như vậy, thân hình ba người nhoáng một cái, rơi xuống trước cửa đại điện màu đen. Hàn Lập nhìn đại điện trước mắt, đồng tử hơi co rụt lại. Trong đại điện ánh sáng âm u, như là cái miệng đáng sợ của yêu ma muốn cắn nuốt hết thảy kẻ tiến vào. Đuôi lông mày hàn lập nhảy lên, lập tức ý thức được khả năng trong điện tồn tại vị đại la của cửu u vực nên gây ra áp lực, dẫn đến ảo giác tâm linh, hít sâu một hơi, sau đó hàn lập lập tức vứt bỏ một tia tạp niệm trong lòng này. Đi thôi, thạch xuyên không tựa hồ cũng trải qua dây lát hoảng hốt ngắn ngủi, lúc này cũng phục hồi lại tinh thần, nói một tiếng, sau đó dẫn đầu bay vào trong đại điện. Hàn lập cùng hồ tam cũng theo sát phía sau, bay vào trong. Bên trong điện là một cái đại sảnh hình trụ, diện tích thật lớn, đường kính chừng 4-50 trượng, cao khoảng 4-5 trượng, vách tường cùng mặt đất đều là một màu đen kịt, trên vách tường còn khảm mấy khối tinh thạch màu đen lớn cỡ đầu người, chớp động hắc quang âm u, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Sâu bên trong đại sảnh có ba lối đi, hai lối thông sang hai hướng hai bên trái phải thiên điện, còn một lối đi lên, tựa hồ thông lên tầng 2. Thạch Xuyên Thông làm dấu, ba người không lập tức lên tầng 2, mà chia ra dò xét hai đường thông hai bên thiên điện. Bất quá ba người rất nhanh phản hồi, đi tới lối thông lên tầng 2. Bên trong hai lối thông qua hai bên thiên điện đều là nhà kho, chất đống rất nhiều áo giáp và binh khí, hiển nhiên không phải là mục tiêu bọn hắn muốn tìm. Xem ra có lẽ ở tầng trên, cảm giác của tồn tại đại la cảnh linh mẫn vượt xa chúng ta dự đoán, ngàn vạn lần cẩn thận. Thạch Xuyên không ngưng trọng truyền âm nói ra, Hàn Lập cùng Hồ Tam đều trịnh trọng gật đầu, ba người lập tức chậm rãi cất bước đi lên, rất nhanh liền đi tới đại sảnh tầng 2. Tình huống ở đại sảnh tầng 2 cũng không khác lắm với tầng 1, cũng là một gian phòng hình tròn, chỉ là có thêm mấy cây cột đá vừa thô vừa to, trên bề mặt có phủ điêu yêu long, ngửa mặt lên trời gào thét. Sâu bên trong đại sảnh, thình lình cũng có ba lối đi, hai lối thông qua hai bên thiên điện, một lối khác lại thông lên tầng thứ ba. Không gian chấn động, chính là ở chỗ này. Vừa bước lên tầng 2, Thạch Xuyên không nhìn sang bên trái thiên điện, nhãn tình sáng lên. Hàn Lập cùng Hồ Tam cũng nhìn sang chỗ đó, trên mặt đều vui vẻ. Bất quá vào thời khắc này, một bóng trắng chợt từ trong thông đạo lên tầng 3 bắn ra, là một tiểu thú lông xù màu trắng. Con thú này chỉ dài hơn thước, trải khắp toàn thân là lông tơ mềm mại màu trắng, tương tự con báo, nhưng đôi mắt lại rất lớn, hầu như chiếm cả nửa khuôn mặt, thoạt nhìn rất là quái dị. Tiểu thú màu trắng khẽ nhếch miệng, phát ra tiếng kêu xì xào, bay chạy khắp nơi trong đại sảnh tầng 2, tựa hồ đang chơi đùa. Ba người Hàn Lập vì sự xuất hiện đột ngột của tiểu thú màu trắng làm hoảng sợ. Nhưng thấy nó bay chạy chơi đùa khắp nơi, sắc mặt lúc này mới buông lỏng. Không việc gì, không cần quản nó." Thạch Xuyên không truyền âm nói ra, đang muốn cất bước đi đến hướng bên trái thiên điện. Nhưng vào lúc này, tiểu thú vốn đang chơi đùa chợt dừng lại, đôi mắt nhìn sang hướng ba người Hàn Lập, một cỗ gợn sóng màu trắng từ trong mắt xuyên suốt ra, bắn tới chỗ ba người. "Không ổn, mau lui lại." Sắc mặt Thạch Xuyên không biến đổi, kéo Hồ Tam lại bên cạnh, phóng ngược lại thông đạo tầng 2 động tác hàn lập còn nhanh hơn thạch xuyên không trong nháy mắt lúc tiểu thú màu trắng nhìn qua đã lập tức lui nhanh về phía sau may mắn là ba người cách thông đạo không xa trong nháy mắt đã bay vụt vào thế nhưng gợn sóng màu trắng cũng không dừng lại lập tức truy đuổi vào thông đạo tiếp tục bắn đến hướng ba người ba người không dám vận dụng tiên linh lực nên tốc độ có hạn gợn sóng màu trắng liền truy gần đến thạch xuyên không thấy cảnh này trong mắt khẩn trương cắn mạnh răng một cái tay kia vung lên bắt lấy thân thể hàn lập trong miệng nhanh chóng đọc tụng chú ngữ. Ầm ầm, một cỗ lực lượng âm lãnh pháp tác từ trong cơ thể Thạch Xuyên không chen chúc ra, rót vào cơ thể Hàn Lập cùng Hồ Tam, chui vào giữa giới tử độn thiên phù trong cơ thể hai người. Giới tử tu di, thiên độn phụ linh, giới tử độn thiên phù trong cơ thể ba người chấn động mạnh một cái, thình lình vỡ vụn ra, hóa thành một cỗ lực lượng kỳ lạ chạy trong cơ thể ba người. Thân thể bọn Hàn Lập chợt chui vào trong vách tường thông đạo, biến mất vô tung. Ba người vừa mới chui vào vách tường gợn sóng màu trắng liền bắn tới như điện, tràn nhập cả thông đạo, lan hẳn đến sát vách tường, nhưng không có chút nào khác thường. Tiểu thú màu trắng lắc đầu một cái, đôi mắt to hiện lên một tia nghi hoặc. Vân đoàn, làm sao vậy? Một thân ảnh từ trong thông đạo tầng 3 đi ra, là một người trung niên thân hình cao gầy. Hai mắt người này dài nhỏ, màu da trắng bệch không có một tiêu huyết sắc, thoạt nhìn như một cỗ thi thể vừa mới vớt trong nước ra. Một cỗ sát khí âm hàn nồng đậm từ trên người này tản mát ra, làm cho người nhìn thấy trong lòng không khỏi run rẩy, chỉ dám đứng xa mà nhìn. Vào thời khắc này, một bóng người màu đen từ trong thông đạo bay lên, là một gã u nô áo đen. Giữa người này tản mát ra từng cỗ hắc khí bao phủ thân thể vào bên trong, khiến cho thân thể như ẩn như hiện, thoạt nhìn giống như một quỷ ảnh. Trung niên nam tử thấy u nô áo đen, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Quỷ mộc đại nhân, vực chủ đại nhân có lệnh truyền đến. Người tới thấy tình cảnh trước mắt, hơi ngẩn ra, lập tức quỳ dạp xuống đất, lấy ra một cái phủ đưa tin màu đen hai tay dâng lên với thanh âm cung kính tiểu thú màu trắng nghiêng đầu nhìn u nô áo đen gợn sóng màu trắng trong mắt lóe lên biến mất nó hóa thành một đoàn bóng trắng xả vào trong ngực quỷ mộc quỷ mộc ôm lấy tiểu thú màu trắng một tay khẽ vuốt đỉnh lông mềm mại của nó tay kia tiếp nhận phù đưa tin thần thức chui vào trong đó trong mắt gã lóe lên dị sắc dùng sức bóp nát phù đưa tin trên tay nói với vực chủ ta đã biết chỗ khôi lỗi thành đều đã an bài xong Quỷ mộc mở miệng nói ra, thanh âm khô khốc khó nghe. U nô áo đen đáp ứng một tiếng, lập tức hóa thành một đạo ô ảnh, bay xuống phía dưới, trong nháy mắt đã biến mất. Quỷ mộc ôm tiểu thú màu trắng, đi tới đi lui hai bước trong sảnh, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, bất quá rất nhanh gã liền quay trở về tầng 3. Sau khi thân ảnh gã biến mất một hồi lâu, ba người hàn lập mới từ trong vách tường thông đạo đi ra. Ba người không tiến lên tầng 2 nữa, mà lặng yên không một tiếng động lui về tầng 1, nấp vào một gian bên trong thiên điện tới đây, lúc này ba người Hàn Lập mới nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi nguy hiểm thật, con báo màu trắng kia là kỳ thú loại gì, lại có thể cảm ứng được chúng ta, xém chút nữa bị phát hiện rồi. Trong lòng Hồ Tam còn sợ hãi nói, đoán chừng là một loại dị thú hồi giới a, chúng ta vẫn còn có chút khinh thường. Hàn Lập nói xong, lật tay lấy ra một quả đan dược ăn vào. Tồn tại đại la quả nhiên thần thông không phải chúng ta có thể tưởng tượng được, một con thú nhỏ bên người lại có thể lợi hại như vậy. Thạch Xuyên không thở dài một tiếng, nói ra, sắc mặt ba người đều có chút ngưng trọng, vốn cho rằng dựa vào giới tử độn thiên phù, lẻn vào tìm kiếm cấm chế hạch tâm chắc cũng không quá mức khó khăn, nào biết chưa kịp nhìn thấy hạch tâm không gian cấm chế, thiếu chút nữa đã bị phát hiện. Thạch Đạo Hiếu, giới tử độn thiên phù trong cơ thể chúng ta xảy ra chuyện gì vậy, dường như đã vỡ vụn. Hàn Lập chợt mở miệng hỏi, vừa rồi tình hình khẩn cấp, ta thúc giục triệt để lực lượng của phù, thi triển giới tử kèm theo linh thuật, bất quá bởi vì như vậy Thời gian duy trì liên tục của phù này giảm phân nửa, đoán chừng qua một khắc đồng hồ sau, phù này sẽ mất đi hiệu lực." Thạch Xuyên không trầm giọng nói ra. Hàn Lập nghe vậy, nhướng mày, "Chỉ còn một khắc thời gian, chúng ta nên tận dụng. Vừa nãy con tiểu thú màu trắng được quỷ mộc ôm đi, chúng ta có nên đi lên thử lại một lần hay không?" Hồ Tam có chút lo lắng nói ra, "Lẻn vào nơi này khó khăn vượt xa dự liệu, nếu như giới tử độn thiên phù mất hiệu lực, bọn hắn căn bản nửa bước cũng khó đi." "Không được, quá nguy hiểm." Thạch Xuyên không lập tức bác bỏ đề nghị này, có tên quỷ mộc ở đó, chúng ta đi lên xác thực nguy hiểm, xem ra chỉ có thể dẫn dắt hắn rời đi thôi. Hàn lập chậm rãi nói ra, dẫn dắt hắn rời đi, Lệ Đạo Hữu đã nghĩ được cách gì hay? Vẻ mặt Thạch Xuyên không vui vẻ, hỏi, Hồ Tam nghe vậy, cũng nhìn lại, chủ ý kỳ thật rất đơn giản, lúc trên đường chúng ta tới đây, đi qua một mảnh thành lũy màu đen, thật ra trong đó là nơi luyện khôi lối của cửu u tộc, có chút bí mật không thể cho ai biết. Đầu tiên phải nghĩ biện pháp gây ra một ít bạo loạn bên trong, tên quỷ mộc 89 phần sẽ đi ngăn cản, chỉ cần hắn ly khai nơi đây, chúng ta sẽ dễ hành động hơn nhiều." Hàn Lập trầm giọng nói ra. "Trước đó ngươi đã dò xét qua mảnh thành lũy kia, bên trong lại là nơi luyện khôi lỗi, chậc chậc, thực muốn nhìn một chút tình hình trong đó." Hồ Tam kinh ngạc liếc nhìn Hàn Lập, tặc lưỡi nói ra. "Kế sách của ngươi ngược lại là có thể thực hiện, bất quá chúng ta bây giờ cách khu vực đó khá xa." hiện tại thời gian cấp bách, chỉ sợ không kịp tiến hành. Thạch Xuyên không lộ vẻ do dự, lập tức nói ra. Để cho ma quang đạo hữu cùng bách lý viêm đạo hữu đi tương đối phù hợp, bọn hắn cách nơi đó khá gần, sau khi thành công, trực tiếp dùng tiểu na di chuyển luân bản của ngươi truyền tống quay lại đây. Hàn lập lắc đầu, nói ra, chương 726 cấp bách, chủ ý này không tệ, ta liên hệ bọn hắn ngay. Nhãn tình Thạch Xuyên không sáng lên, đang tính bấm niệm pháp quyết không cần làm phiền thạch đạo hữu ngươi, cứ để cho ta, hơn nữa tình huống bên trong những vách tường luyện khôi kia, ta còn có một số việc phải nhắc nhở bọn hắn, không được sơ hở tí nào, không để cửu u vực nhìn ra sơ hở. Hàn lập mở miệng cắt đứt lời thạch xuyên không, nói ra. Cũng tốt, thạch xuyên không nghe vậy, cũng không có kiên trì nữa. Hàn lập nhắm mắt lại, thông qua tâm thần liên hệ ma quang, thông chi tình huống bên này cho bọn họ, đồng thời cũng nói kế hoạch mới cho ma quang biết. Khu vực luyện khôi, thì ra là thế, khó trách chung quanh những bức tường kia lại phòng thủ nghiêm mật như thế, muốn gây hỗn loạn bên trong cũng không khó, ta thi triển thiên ma loạn tâm đại pháp, tuyệt đối có thể làm được mà thần không biết quỷ không hay, sẽ không lưu lại chút dấu vết nào. Có điều ở đây cấm chế cao minh, muốn lèn vào trong cũng có chút phiền toái. Ma quang thông qua tâm thần truyền âm trả lời, cái này ngược lại ngươi không cần lo lắng, ta có bí thuật phá giải cấm chế chỗ đó. Hàn lập truyền thụ bí thuật thạch khinh hậu cho ma quang. Có bí thuật này, việc kia sẽ không có bất cứ vấn đề gì, chờ tin tốt của ta đi. Ma Quang trả lời, đợi quỷ mục kia ly khai cửa thành, ta liền nói Thạch Xuyên không mang bọn ngươi tới đây, ngàn vạn lần cẩn thận, đừng để quỷ mục phát hiện một chút chấn động khí tức nào. Hàn Lập trịnh trọng nhắc nhở lần nữa, thời điểm truyền tống, ta sẽ thiêu đốt lực lượng bản nguyên hư hợp tộc, dùng cái này che lấp chấn động khí tức truyền tống, sẽ không có bất luận chấn động khí tức nào phát ra. Ma Quang cam đoan xong, lập tức cắt đứt truyền âm. Hàn Lập mở to mắt kể lại đại khái đoạn đối thoại với Ma Quang cho Thạch Xuyên không cùng Hồ Tam nghe. Vậy là tốt rồi, chúng ta ở đây cũng bố trí một cái, bảo đảm không sơ hở tí nào. Thạch Xuyên không nói xong, hai tay bấm niệm pháp quyết phung lên. Bốn tấm phù lục màu đen dài nửa xích từ trong tay áo gã bắn ra, phía trên vẽ đầy từng đạo linh văn màu đen, phía trên phân biệt viết bốn chữ cổ Đông Tây Nam Bắc. Gã bấm niệm pháp quyết điểm một cái, bốn tấm phù lục lóe lên, phân biệt dán lên bốn phía vách tường thiên điện. Bất quá Thạch Xuyên không vẫn chưa tiếp tục thúc giục, mà cất bước đi đến cửa đại điện, chú ý động tĩnh bên ngoài. Hàn Lập cùng Hồ Tam cũng tập trung tư tưởng lưu ý động tĩnh chung quanh, trong lòng căng thẳng. Thời gian trôi qua từng chút, nửa khắc đồng hồ đã qua nhanh, bên ngoài vẫn một mực bình tĩnh. Tại sao còn chưa có động tĩnh, có phải chỗ ma quang xảy ra vấn đề gì không? Hồ Tam có chút lo lắng truyền âm nói, thời gian của giới tử độn thiên phù cũng sắp hết hạn rồi ma quang bọn hắn đi vào trong khu vực luyện khôi cần tiêu phí một ít thời gian hãy kiên nhẫn hàn lập nhíu mày trong lòng cân nhắc cuối cùng vẫn quyết định không truyền âm hỏi thăm tránh quấy dày ma quang hắn vừa dứt lời một âm thanh trầm đục hơi nhỏ từ đằng xa chuyển đến tựa hồ có vật gì đó nổ thanh âm chưa dứt lại có một âm thanh khác cộng hưởng theo ba người hàn lập giật mình khẽ lập tức trên mặt đều lộ vẻ vui mừng xa xa khu vực luyện khôi có hào quang chấp liên tục một cỗ khói đen vừa thô vừa to phóng lên trời, tiếng bạo liệt truyền đến u u. Đám u nô gần cửa thành thấy cảnh này, sắc mặt đại biến, rối loạn một hồi. Là chỗ khu vực luyện khôi, nhanh đi bẩm báo quỷ mộc đại nhân. Một thủ lĩnh u nô hét lớn một tiếng, đang tính phóng vào trong đại điện. Nhưng vào lúc này, hư không bên ngoài đại điện lóe lên, thân ảnh quỷ mộc lăng không hiện ra lơ lửng, trong tay ôm con báo màu trắng kia, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Sau một khắc, lão đạp chân mãnh liệt một cái, thân hình hóa thành một đạo cầu vồng màu đen, bắn về hướng khu vực luyện khôi. Được rồi, Thạch Xuyên không cảm ứng được tình huống bên ngoài, lập tức đại hỉ, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt. Bốn tấm phù lục trên vách tường thiên điện lập tức nở rộ đạo đạo hắc quang, sau mấy hơi thở trong thiên điện hình thành một màn sáng màu đen. Sau đó gã vung tay lên, trước người lóe lên tia sáng trắng, nhiều ra một cái khay ngọc hình bát giác màu bạc, giống như đúc cái đã đưa cho ma quang. Thạch Xuyên không há miệng phun một cái, một tia sáng trắng bắn ra, chui vào trong khay ngọc. Khay ngọc bát giác lập tức tỏa sáng hào quang, nhanh chóng xoay tròn, vô số phù văn màu bạc từ trong phun ra, hình thành một cái pháp trận màu bạc lớn hơn một trường. Bên trong pháp trận lóe lên thân ảnh, ma quang cùng bách lý viêm hiển hiện ra, trên mặt hai người đều mang theo vẻ vui mừng. Bất quá bọn họ lập tức giật mình, nhìn lại chung quanh, tìm kiếm tung tích ba người hàn lập. Chúng ta sử dụng bí thuật ẩn nấp dấu vết hoạt động. Thạch Xuyên không đưa tay đánh ra hai đạo pháp quyết, chui vào trong cơ thể hai người ma quang cùng bách lý viêm lập tức mơ hồ thấy được thân ảnh ba người hàn lập sắc mặt liền buông lỏng như thế nào rồi hàn lập hỏi rất thuận lợi ta dùng thiên ma bí thuật làm một đầu dị thú hồi giới cấp kim tiên phát cuồng phá hủy vài chỗ đại trận trong lâu đài luyện khôi không để lại chút dấu vết nào ta dám cam đoan dù là đại la cũng cha không được ma quang hơi đắc y nói vậy là tốt rồi thời gian không nhiều lắm chúng ta đi đến chỗ hạch tâm không gian cấm chế kia Thạch Xuyên không phất tay thu hồi hai khối khay ngọc màu bạc, sau đó lại bấm niệm pháp quyết thu lại bốn phù lục trên vách tường, rồi lập tức bay lên tầng 2. Đám người Hàn Lập liền đuổi theo, một đoàn người trong nháy mắt bay vụt đến tầng 2, lóe lên xuất hiện bên trái cửa đại điện. Cửa lớn thiên điện đóng chặt, Hồ Tam đưa tay đẩy nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích, đồng thời trên cửa lóe lên hào quang, hiện ra một tầng hắc sắc quang mang. Không xong, vẫn còn có cấm chế, sắc mặt Hồ Tam biến đổi, vẻ mặt những người khác cũng trầm xuống không sao để ta xem hàn lập tiến lên trước một bước hai mắt đại phóng ánh sáng tím thần thức cũng chen chúc chui ra cảm ứng tình huống cấm chế màu đen cấm chế màu đen này có chút tương tự cửu u đại tàng huyền cấm ở chỗ lâu đài luyện khôi cũng không phải là không có cách phá giải ma quang vung hai tay lên mở ra một màn hào quang màu đen bao phủ hàn lập và cả cánh cửa vào trong không cho chút khí thức nào tản ra hai tay hàn lập bấm niệm pháp quyết như bánh xe từng đạo pháp quyết bắn ra chui vào trong cấm chế màu đen cấm chế màu đen nhanh chóng chấp động, vô số phù văn màu đen ở trong đó nhảy lên, dường như mặt nước sôi trào. Hai con người hắn hiện lên ánh sáng tím, xem rõ biến hóa của cấm chế màu đen. Đã tìm được, trong mắt Hàn Lập vui vẻ, hai tay bấm niệm pháp quyết mãnh liệt, lòng bàn tay lộ ra hai đạo hắc quang, chui vào trong cấm chế màu đen. Cấm chế màu đen lóa lên mãnh liệt, sau đó nhanh chóng ảm đạm xuống, kết. Một tiếng mở ra, đám người thạch xuyên không đại hỉ, lập tức bay vào thiên điện hàn lập trở tay đóng nhẹ cửa đá cấm chế màu đen phía trên lập tức nhanh chóng khôi phục như lúc ban đầu hắn nhìn đến đây trong lòng thở nhẹ một hơi sau đó mới nhìn quanh thiên điện không gian trong điện khá lớn so với hai tầng dưới còn lớn hơn một chút bên trong đặt tám tòa bệ đá trên mỗi bệ đá đều cắm đầy trận kỳ trận bàn đúng là từng tòa hạch tâm pháp trận cấm chế từng đạo hào quang vừa thô vừa to từ trên bệ đá bắn ra chui vào đỉnh thiên điện trên đỉnh thiên điện minh khắc từng đạo phù văn và hoa văn phức tạp lúc này nhanh chóng chấp động lên, truyền hào quang do bệ đá phóng lên ra ngoài. Lúc này đám người thạch xuyên không đứng bên cạnh một cái bệ đá nằm sâu nhất, trận kỳ trận bàn trên đó đều có màu trắng bạc, dâng lên một cột sáng màu bạc vừa thô vừa to, tản mát ra chấn động không gian mãnh liệt, đúng là không gian cấm chế. Hắc hắc, cấm chế bảo vệ cửu u thành vậy mà đạt đến bát trọng, tiến bộ không nhỏ nha. Trong đầu hàn lập vang lên thanh âm thạch khinh hậu, tựa hồ có chút tán thưởng. Lúc trước có việc hỏi ngươi, ngươi chết sống không phản ứng, hiện tại lại chạy ra làm cái gì? Thân hình hàn lập nhoáng một cái, bay vụt đến bên cạnh đám người thạch xuyên không, đồng thời hừ lạnh truyền âm nói. Thạch khinh hậu cười hắc hắc, không có trả lời câu hỏi hàn lập. Trước người truyền thụ ta cửu u đại tàng huyền cấm, có phải đã sớm dự đoán chúng ta cần nháo sự tại lâu đài luyện khôi, để dẫn quỷ mộc kia rời đi hay không? Ánh mắt hàn lập chấp lên, hỏi lại lần nữa. Thạch khinh hậu lại cười khẽ một tiếng, không có trả lời câu hỏi hàn lập. Ta mặc kệ ngươi vì sao đột nhiên cảm thấy hứng thú với sự tình cửu U Thành, bất quá bây giờ chúng ta đang ở hiểm cảnh, ngươi không nên làm phức tạp, vạn nhất bị người phát hiện, chúng ta đều phải táng thân ở nơi này, ai cũng đừng mong chạy thoát. Ánh mắt Hàn Lập híp lại, truyền âm nói ra giống như cảnh cáo. Lệ tiểu tử, ngươi không cần đề phòng ta như thế, hiện tại vận mệnh chúng ta tương liên, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Thạch khinh hậu thở dài, nói ra, mọi chuyện ngươi đều che giấu, làm sao khiến ta tin tưởng ngươi được. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng nói, "Ngày sau ngươi sẽ biết rõ." Thạch Khinh Hậu cười khẽ một tiếng, thanh âm yên tĩnh lại lần nữa. Hàn Lập nhíu mày, âm thầm nắm chặt tay, thở ra một hơi, bình phục lại nỗi lòng, nhìn lại bệ đá trước mắt. Trên bệ đá có vô số đường vân màu bạc răng khắp nơi, hình thành một cái pháp trận phức tạp vô cùng, ngay trên tiết điểm pháp trận cắm một cây trận kỳ màu bạc, còn có một khối tinh thạch màu trắng bạc lớn chừng quả đấm, tổng cộng trên bệ đá có chừng 4-50 khối. Những tinh thạch màu bạc này có chút tương tự với linh thạch, nhưng phía trên minh khắc từng đạo hoa văn kỳ dị hình đinh ốc, tản ra trận trận tia sáng trắng cùng chấn động không gian. Đây là ngân thai thạch, ánh mắt hàn lập lóe lên, nhận ra lai lịch những tinh thạch màu bạc này. Tinh thạch này là linh tài ẩn chứa không gian chi lực, tại chân tiên giới cũng là một loại tài liệu chân quý hiếm có, không thể tưởng ở hôi giới cũng có. Thạch xuyên không ở bên cạnh bệ đá, vung tay lên, lòng bàn tay lóe lên tia sáng trắng, nhiều ra một cái bình ngọc màu bạc sắc mặt gã nghiêm túc, trong miệng nhanh chóng tụng đọc chú ngữ, sau đó bấm niệm pháp quyết bắn ra. Bình ngọc khẽ run lên, một đoàn chất lỏng màu bạc lớn chừng quả đấm từ trong bắn ra. Gã bấm niệm pháp quyết phung lên, chất lỏng màu bạc lập tức phân liệt ra, chia thành hơn 10 phần, phân biệt rơi vào những ngân thai thạch kia, lập tức dung nhập vào trong đó. Bên trên ngân thai thạch lập tức bị bịt kín một tầng huỳnh quang màu bạc, tia sáng trắng mãnh liệt bên trong tản mát ra cũng dừng lại, tựa hồ lực lượng không gian bên trong bị đóng kết lại, cột sáng màu bạc mút trời cũng biến mất trong nháy mắt đã xong tất cả nhanh tới đây thời gian không nhiều lắm thạch xuyên không đại hỉ hai tay lại bấm niệm pháp quyết nhanh từng tia sáng trắng từ trong tay gã bay ra rơi trên mặt đất chung quanh mấy hơi thở sau liền tạo thành một cái pháp trận màu bạc đám người hàn lập lập tức đi tới đứng ở trong pháp trận hai tay ma quang vung vẩy hắc khí tuôn ra cuồn cuộn bao phủ pháp trận màu bạc vào trong tia sáng trắng lóe lên thân ảnh mọi người nhoáng một cái mãnh liệt trong nháy mắt biến mất vô tung. Sau khi đám người Hàn Lập biến mất, bên trong thiên điện lưu lại một chút hắc khí và tia sáng trắng cũng nhanh chóng phiêu tán, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Vào thời khắc này, ánh huỳnh quang trên những ngân thai thạch kia nhanh chóng yếu bớt, mấy hơi thở sau triệt để biến mất vô tung. Chỉ nghe ầm một tiếng vang nhỏ, ngân thai thạch tản mát ra hào quang khôi phục bình thường, không gian cấm chế lần nữa vận chuyển, giống như đúc lúc trước. Chương 727, tin đồn, không gian cấm chế khôi phục lại, sau chưa đầy ba hơi thở thì đại điện tầng hai lóe lên một thân ảnh, quỷ mộc lăng không hiện ra lơ lửng. Gã đang tính đi lên tầng ba, lông mày chợt nhíu một cái, nhìn lại phía bên trái thiên điện, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Bất quá ngay lập tức, gã liền lắc đầu, thu hồi ánh mắt, thân thể nhoáng một cái bước vào thông đạo tầng ba. Cùng lúc đó, một chỗ vắng vẻ trên đường phố, một đạo hào quang mơ hồ hiện lên, thân ảnh đám người hàn lập từ trong hiển hiện ra. Vừa hiện thân, hàn lập liền nhịn không được lông mày nhăn lại, trên mặt hiện ra thần sắc khó chịu. Vẹn vẹn chỉ một bức tường ngăn cách, sao lại khác nhau lớn đến thế. Không nói không khí trong la sinh khu này đục ngầu, sát khí vậy mà nồng đậm hơn nhiều so với trước. Hồ Tam nhíu mũi, nói ra, không chỉ như thế, độ nóng trong la sinh khu này tựa hồ cũng tăng hơn trước rất nhiều. Thạch Xuyên không cũng mở miệng nói, Bách Lý Đạo Hữu luân hồi vực bên kia có tin tức gì về tu la thành này không? Hàn Lập nhìn Bách Lý viêm hỏi, hôi giới không giống với tiên giới, ngăn cách giữa các vực rất sâu nặng tin tức cũng tương đối bế tắc cửu u vực lại cực đoan bài ngoại tin tức lưu truyền càng thiếu nhiều bách lý viêm lắc đầu nói ra bất kể thế nào trước đi tới biên giới kia đã chỉ cần đi qua biên giới đó là có thể đi vào tẩy hồn khu rồi hàn lập suy nghĩ một chút nói ra bố cục bên trong la sinh khu có chút cổ quái có không ít kiến trúc vòng tròn kiểu dáng kỳ lạ nhưng mà trong địa đồ cũng không có đánh dấu không biết chỗ đó dùng để làm gì nếu đi đến hướng biên giới bên kia ven đường phải đi qua những kiến trúc này. Ma Quang mở miệng nói ra, không quản được nhiều như vậy, cẩn thận tránh một chút là được, đi nhanh thôi. Hàn Lập nói, nói xong, nhóm người Hàn Lập theo Ma Quang dẫn đường đi về hướng biên giới. Đội ngũ Uno trên đường càng dày đặc, không ít thành lũy có thể thấy được một ít tu sĩ có tu vi so với chân tiên trung kỳ, phòng thủ nơi này còn muốn nghiêm mật hơn so với bách tàng khu. Đám người Hàn Lập hao tốn một phen công phu, rốt cuộc mới đi tới gần khu vực biên giới tẩy hồn khu. Dừng lại, không thể tiến xa thêm nữa. Trong khi bọn hắn tính toán lại dựa vào thủ đoạn che lấp hành tung của Hồ Tam để tiếp cận, đột nhiên ma quang quát bảo ngừng lại. Làm sao vậy? Đám người Hàn Lập dừng gấp lại, đầu tiên khẩn trương một hồi, tiếp theo hỏi: "Các ngươi nhìn xem bên kia." Ma quang chỉ về phía trước, mở miệng nói: "Hàn Lập tập trung tư tưởng nhìn qua, lông mày lập tức nhíu lại. Chỉ thấy phía trước trên mặt đất gần tường thành, thình lình khảm lấy một con mắt màu đỏ tươi lớn như quả dưa hấu cứ cách xa một đoạn lại có một con mắt như vậy. Mà càng thêm kinh hãi chính là, trên tường thành màu đen phía xa, vậy mà cũng hiện lên rậm rạp chẳng chịt những con mắt màu đỏ tươi. Nguy rồi, lại có nhiều tu la quỷ nhãn như vậy. Bách Lý Viêm thở dài một tiếng, nói ra, tu la quỷ nhãn, thứ này rất khó đối phó sao. Hồ Tam không rõ lắm, hỏi, vật này là con mắt lấy từ trên thân tu la đại yêu, một đầu có thể sinh ra 3.600 mắt, có thể nhận ra nhiều loại hư ảo biến hóa, huyễn thuật chỉ sợ cũng không thể che giấu được. Bách Lý Viêm lắc đầu nói ra, nếu như vậy, chúng ta không thể tới gần bức tường mà không gây tiếng động, càng không có khả năng dùng không gian pháp tắc xuyên qua. Thạch Xuyên không nhíu mày nói ra, gã vừa dứt lời, miếng tu la quỷ nhãn cách bọn hắn gần nhất bỗng nhiên quay tít một vòng, nhìn lại hướng bên bên này. Đám người hàn lập lập tức im lặng, thu liếm tiếng động, triệt hồi về phía sau. Lại tìm một chỗ yên lặng ẩn mình, hàn lập mở miệng đang tính nói chuyện, chợt nghe ầm một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ nơi nào đó chuyển đến mấy người cho rằng dấu vết hoạt động bại lộ đều sợ hãi cả kinh vội vàng dò xét bốn phía ở bên kia ngón tay bách lý viêm chỉ về một hướng phía trước sắc mặt cổ quái nói hàn lập nhìn theo hướng đó chỉ thấy chỗ đó đúng là một chỗ kiến trúc vòng tròn vô danh như lời ma quang nói ở trên không đang có một đám mây đen tối đen như mực hình cây nấm bay lên thật lâu không tiêu tan ma quang đạo hiếu cùng ta đi qua tìm hiểu một chút các người ẩn giấu kỹ thân hình ở đây đợi a à. hàn lập im lặng nhíu mày một lát mở miệng nói ra ta và các người cùng đi bên kia tựa hồ có chút bất thường bách lý viêm thấp giọng nói ra cũng tốt hồ tam cùng thạch đạo hữu ở đây đợi chút hàn lập do so dự một chút gật đầu nói các người cẩn thận ánh mắt thạch xuyên không ngưng lại nói ra thân hình ba người hàn lập lóe lên trên đường phố hiện ra từng đạo thân ảnh mơ hồ tránh né đội ngũ tuần tra bốn phía và trên vọng lâu rất nhanh đã đến bên ngoài tường cao tỏa kiến trúc vòng tròn kia. Đến phụ cận, Hàn Lập phát hiện những kiến trúc vòng tròn này lớn hơn nhiều so với quan sát từ xa, trên tường âm khắc đạo đạo phù văn phức tạp, may mà đều là phù trận dùng để gia cố bức tường, cũng không có tác dụng gì khác. Ba người che giấu thân hình, lách mình tiến vào bên trong kiến trúc, chỉ thấy trong đó có chút trống trải, trung tâm là một tòa quãng trường màu đen chiếm diện tích khá rộng, trên đó phân bố lộn xộn một ít bàn thạch màu đen cao mấy trượng, phía trên rách mướp giống như tổ ong. Ba người hàn lập tới trước một khối coi như nguyên vẹn, nhưng cũng đã bị nứt toác ra một khối cỡ đầu người, chỗ đứt gãy còn tỏa ra từng sợi khói trắng nhẹ nhẹ. Ba người còn đang nghi hoặc thì trên mặt đất quảng trường bên kia bỗng nhiên vang lên từng trận thanh âm ù ù, mặt đất bỗng nhiên phân liệt ra, tựa hồ có một cái thông đạo dưới mặt đất. Ngay sau đó, có mấy đạo nhân ảnh từ phía dưới chậm rãi đi lên, tiến tới quảng trường. Những người kia có thân hình khá thấp, thoạt nhìn chỉ cao bằng một nửa người bình thường, cởi chân, lộ ra làn da xanh đen không vảy, khuôn mặt có chút xấu xí, hai tai nhỏ nhọn, răng nhọn lồi ra ngoài, đỉnh đầu trụi lủi, chính giữa đầu còn sinh ra một nhúm lông màu đen. Bất quá tuy đám người này thấp và thô ráp, nhưng trên thân cơ bắp cuồn cuộn, hai tay thô to dị thường, phía trên siết chặt từng vòng đồng cô màu xanh, thoạt nhìn bộ dạng có vài phần hung hãn. Lông mày Hàn Lập cao lại, cảm thấy những dị tộc kia có chút quen mắt, tựa hồ đã nhìn thấy trên sách cổ, nhưng trong chốc lát lại không nhớ ra. Khí tức nghiệp hỏa nặng nề, Bách Lý Viêm nhìn chỗ mặt đất bị nứt ra kia, bỗng nhiên nhíu mày thấp giọng lẩm bẩm. Cái gì? Hàn Lập đang tập trung chú ý những dị tộc thô giáp thấp lùn kia, nhất thời không có nghe rõ. Lúc này, người cầm đầu trong đám dị tộc thô giáp kia, trên cánh tay quấn quanh nhiều đồng cô, có khoảng 5 cái, ánh mắt nhìn chung quanh quảng trường, thần sắc trên mặt có chút phẫn nộ, giận dữ hét với mấy tên sau lưng. Uy lực như vậy quá kém, căn bản không thể được, những đại nhân cửu u tộc kia làm sao để mắt tới. Nhanh, thử cái lớn nhất cho ta. Gã vừa nói xong, một tộc nhân thô giáp phía sau lập tức nơm nớp lo sợ đi lên trước, trong tay đang cầm một viên cầu màu đen giống như như củ khoai lang. Trưởng lão, kính xin rời bước tránh chỗ này một chút. Đi ra hai bước, y dừng chân lại, quay đầu nói với tên dị tộc cầm đầu. Tên cầm đầu nghe vậy, sắc mặt âm trầm quay người lại, đi xuống thông đạo dưới mặt đất một khoảng, mấy người còn lại cũng vội vàng theo xuống dưới. Ba người hàn lập thấy thế, lông mày cao lại, có chút nghi ngờ nhìn về phía người kia. Chỉ thấy trong miệng tên dị tộc yên lặng ngâm tụng một hồi, sau đó bỗng nhiên viên cầu khoai lang nhúc nhích, tiếp theo gã ném vào trong sân rộng. Hàn lập thấy mặt ngoài khoai lang bỗng nhiên hiện ra đạo đạo quang văn, trong lòng biết không ổn, vội vàng vung tay lên, một tấm thuần hình mai rùa màu xanh sẫm liền hiển hiện ra, chắn trước người hắn. Ngay sau đó, chợt nghe ầm một tiếng nổ lớn vang lên. Một đoàn hỏa diễm màu đen cực lớn từ khoai lang màu đen bạo liệt ra, lúc đầu chấn động mạnh một cái rồi co rút lại, tiếp theo bỗng nhiên bạo liệt ra, hóa thành một mảnh biển lửa màu đen, quét về bốn phương tám hướng. Tên dị tộc ném ra khoai lang chạy về thông đạo mặt đất, kết quả vừa tới cửa đã bị hắc diếm cuồn cuộn phóng tới nuốt vào, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt nóng chảy ra, hóa thành một bãi lưu chất trôi trên mặt đất. Mà mặt ngoài từng khối hắc thạch cực lớn trên quảng trường cũng bị hắc diễm ăn mòn nhanh, hóa thành chất lỏng màu đen như nham thạch nóng chảy, chậm rãi chảy xuống, nhao nhao lan ra. Bàn thạch màu đen trước đám người Hàn Lập cũng không ngoại lệ, rất nhanh ngay lúc hắc diễm quét qua cũng bị nóng chảy ra chảy xuống dưới. Quang Thuẫn mai rùa ngăn trước ba người gắt gao chống đỡ hắc diễm, phía trên lại rung động ti ti, bốc lên từng trận khói mù. Đi, Hàn Lập cau mày, khẽ quát một tiếng. Hắn vừa nói xong, thân ảnh ba người lập tức bước ra, nhảy ra tường cao bên ngoài. Bên trong quảng trường đã không còn hắc thạch, chỉ có hắc diễm và đập mãnh liệt vào bốn phía bức tường, phát ra trận trận thanh âm nổ vang, trên không đồng dạng dâng lên một đóa mây đen hình nấm nhưng lớn gấp mấy lần so với trước cùng lúc đó các loại phù văn khác trên tường thành vây quanh quáng trường bắt đầu sáng lên ô quang từ trong truyền ra trận trận chấn động kỳ lạ chống đỡ lại hắc diếm hắc diếm với khí thế mạnh mẽ dần dần bị ăn mòn cho đến khi tiêu hao hết ba người hàn lập quay trở lại chỗ ẩn thân của hai người thạch xuyên không vẻ mặt hồ tam lập tức tràn đầy nghi ngờ hỏi đã xảy ra chuyện gì tại sao gây ra động tĩnh lớn như vậy chúng ta còn tưởng các người bại lộ đang định đi qua đấy. Bên trong vòng tròn kiến trúc kia là một chỗ diễn luyện, tựa hồ chuyên dùng để thí nghiệm pháp bảo hôi dưới đấy. Hàn Lập khoát tay áo nói ra, vừa rồi cái kia là. Thạch Xuyên không nhướng mày, hỏi, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là dùng nghiệp hỏa chế thành pháp bảo kích nổ, uy lực bạo tạc không kém, có uy hiếp không nhỏ đối với tu sĩ chân tiên cảnh bình thường. Ánh mắt ma quang ngưng lại, mở miệng nói ra, như thế xem ra, những dị tộc thô giáp thấp bé kia chính là uy tinh nhất tộc trong truyền thuyết cực am hiểu chế khí. Hàn Lập suy nghĩ nói ra, uy tinh nhất tộc, lúc trước trên sách cổ ghi chép, chẳng phải bọn người kia đã bị diệt tộc vài ngàn năm trước rồi sao? Thạch Xuyên không chợt nhớ tới một chuyện, kinh ngạc kêu lên. Xem ra chuyện diệt tộc là giả, bị cửu u tộc giấu kín để luyện chế pháp bảo cho mình mới là thật. Hàn Lập lắc đầu nói ra, nếu như vậy, tin đồn kia là thật, đột nhiên ánh mắt bách lý viêm lóe lên, nói như thế. Tin đồn gì, Hồ Tam vội hỏi chương 728, giả làm địch nhân. Trước lúc tới đây, ta thường tìm đọc và kiểm tra lại tin tức cửu u tộc, trong đó có một tin đồn khiến ta có chút ấn tượng trong lòng. Nghe nói, trong Tu La Thành có một chỗ thiên nhiên tự sinh ra hầm nghiệp hỏa, mỗi một người thuộc tộc cửu u, từ khi ra đời sẽ bị đem vào trong hầm nghiệp hỏa tiếp nhận tẩy lễ, cũng chính là nơi bọn họ gọi là tẩy hồn. Bách Lý Viêm chậm rãi nói ra, mới vừa sinh ra lại đem vào bên trong nghiệp hỏa, điều này sao có thể? Thạch Xuyên không kinh ngạc nói, Người tu hành trốn hồi giới vốn lấy sát khí làm căn cơ gốc rễ, xét trình độ nhẫn nại chịu đựng nghiệp hỏa thì chúng ta không thể so sánh. Huống chi bọn họ cũng không phải trực tiếp ném bọn trẻ vào bên trong, mà là cho sinh sống gần nghiệp hỏa kia. Cho đến lúc tròn 20 tuổi, mới chính thức vào trong nghiệp hỏa tiếp nhận tẩy hồn, người có thể nhẫn nại không chết, mới có tư cách chính thức trở thành cửu u tộc nhân. Bách Lý Viêm giải thích, trách không được cửu u tộc nhân lại hiếm như vậy, còn lại đều là u nô. Hồ Tam như hiểu ra vấn đề, nói vừa rồi trong sân đằng kia ta cảm nhận được một cỗ khí thức nghiệp hỏa rất mạnh ta đoán hầm nghiệp hỏa nằm ở phía dưới sân đó bách lý viêm trầm ngâm nói ra nếu lời đồn là thực hầm nghiệp hỏa kia có lẽ ở bên trong tẩy hồn khu làm sao lại ở la sinh khu này thạch xuyên không nghe xong nghi ngờ hỏi cái này cũng không kỳ quái hình dạng hầm nghiệp hỏa lớn nhỏ ra sao chúng ta còn chưa biết có lẽ là thông xuyên qua cả hai khu vực tẩy hồn và la sinh ma quang vừa cười vừa nói cũng có thể là do cửu u tộc luyện chế nghiệp hỏa pháp bảo, cố ý nối thông dẫn nghiệp hỏa vào la sinh khu. Bất kể như thế nào, chúng ta vẫn phải xuống dưới đất tìm rồi. Hàn Lập đột nhiên mở miệng nói ra, lệ đạo hiếu, ý của ngươi là muốn thông qua hầm nghiệp hỏa để lèn vào tẩy hồn khu. Lông mày bách lý viêm nhíu lại, hỏi, không sai, nếu như đi trên mặt đất có khả năng lớn kinh động đến tồn tại đại la, không bằng thử vận khí đi đường dưới đất. Hàn Lập gật đầu nhẹ, nói ra, cái này, Ta sớm nghe nói nghiệp hỏa hung hiểm, chúng ta không phải người cửu u tộc, lại dùng chính thân thể xuyên qua nghiệp hỏa." Thạch Xuyên không nghe vậy, có chút lo lắng nói, gã vốn lo lắng vì chuyện sát khí xâm lấn cơ thể, lại thấy nghiệp hỏa tỏa ra sát khí bậc này, tự nhiên càng thêm sợ hãi. Về việc này, Bách Lý Viêm đạo hữu có lẽ khá rõ, không biết còn có phương pháp nào né tránh. Hàn Lập nhìn về phía Bách Lý Viêm, hỏi, "Có lẽ chư vị cũng biết, sát khí cùng nghiệp hỏa chính là cùng nguồn gốc, chỉ là bộ dạng có phần khác nhau." trên thực tế coi như đều là nghiệp hỏa, do sự diễn hóa nên tạo ra dạng bất đồng so với lúc thiên địa sinh ra. Nghiệp hỏa dưới đất này hình như còn kèm theo khả năng thiêu đốt, không chỉ đốt cháy ra thịt bên ngoài, mà còn thiêu đốt thần hồn bên trong. Thân thể thì còn có thể dùng pháp bảo phòng hộ, ngược lại thủ đoạn bảo vệ thần hồn thì không nhiều lắm, thêm nữa còn phải dựa vào sự mạnh yếu của thần hồn của mình, miễn cưỡng chống cự. Bách Lý Viêm gật đầu nhẹ, nói ra, nói như vậy, nếu không có phương pháp né tránh, chỉ có thể chịu đựng hả? hồ tam thở dài cũng không hẳn vậy nếu có tiên khí hỗ trợ thần hồn ngược lại là có thể thử sử dụng lấy khả năng liên thủ cùng thúc giục của chư vị có lẽ thần hồn không đáng ngại bách lý viêm lắc đầu nói ra ta lại có một bảo vật như vậy có thể lấy ra hỗ trợ mọi người hàn lập suy nghĩ một chút nói ra dứt lời hắn liền giơ tay điểm một cái lên mi tâm của mình một đạo phù văn màu trắng liền từ chỗ ấn đường hiện ra mang theo một cỗ lực lượng thần thức cường đại đúng là vật bên trong thức hải của hàn lập ngự phong trấn thần phù. Cỗ lực lượng này hết sức kỳ lạ, bao phủ một tấc vuông trên đầu, khiến đám người hồ tam nhao nhao biến sắc. Lệ đạo hiếu, thần thức người cường đại bậc này, chẳng lẽ đã luyện thành luyện thần thuật tầng thứ năm? Bách Lý Viêm thấy thế hỏi, thần sắc có chút phức tạp. Không sai, Bách Lý đạo hiếu, ngươi thử nhìn xem ngự phong trấn thần phù này có thể thay thế tiên khí bảo vệ thần hồn không? Hàn Lập gật đầu, lại hỏi, lực lượng thần thức của Hàn Lập thực sự quá cường đại, làm mọi người quên mất việc xem xét thần phù, tất cả đều chú ý vào thần thức của hắn, sau khi được nhắc nhở, mới nhao nhao tỉnh ngộ lại. Bảo vật này vốn bất phàm, thêm với thần thức cường đại của ngươi, mọi người liên thủ thúc dục có lẽ không phải là vấn đề lớn, cũng không biết tình huống dưới mặt đất như thế nào. Bách Lý Viêm nhìn Hàn Lập, có chút lo lắng nói. Ta đề nghị, không bằng chúng ta giả trang thành cửu u tộc nhân đi xuống dưới đó, như thế nào. Hồ Tam híp hai mắt, đề nghị, không ổn, khí tức cửu u tộc đặc biệt, chúng ta làm sao giả trang được, nếu bị vạch trần tại chỗ chẳng phải là chui đầu vào lưới thạch xuyên không nhíu mày lắc đầu nói phương pháp giả trang bình thường dĩ nhiên không thể nhưng nếu có vật này thì chưa chắc hồ tam cười hắc hắc nói trong khi nói chuyện trên tay hồ tam lóe lên hào quang xuất hiện vài cái lông hồ vĩ rất nhỏ màu trắng muốt lông tơ trên đó gần như dựng đứng hiện ra hào quang óng ánh thoạt nhìn như là sợi nhung tuyết bất quá nó tỏa ra mùi hôi nồng đậm của hồ ly khiến cho mọi người xung quanh không chịu được nheo nhao nhăn mũi. Cái này là Ngọc Tiêu Hồ Vĩ, Thạch Xuyên không cau mày, chăm chú nhìn một lát, bỗng nhiên kêu lên. Vẫn là Thạch huynh biết nhìn hàng, không tệ, đây đúng là Ngọc Tiêu Hồ Vĩ, là hồ vĩ của một vị tiền bối thái ất tộc ta lấy ra. Ta nói trước, ta chỉ cho mượn dùng, sau khi xong việc phải trả lại đấy." Hồ Tam nói, Ngọc Tiêu Hồ Vĩ không chỉ là bí bảo huyến thuật, mà bản thân còn chứa hiệu quả mê hoặc, nếu đã có vật này, ngược lại là có thể thử đấy." Bách Lý Viêm mỉm cười, nói ra, đã như vậy, việc này không nên chậm chế, chúng ta lập tức hành động. Hàn lập kết luận nhanh, sau đó, Hồ Tam phân phát ngọc tiêu hồ vĩ và nói phương pháp sử dụng một lần, mọi người nhao nhao chịu đựng mùi hôi mãnh liệt, biến đổi thân hình. Kết quả, sau khi thúc dục bảo vật này biến ảo, mùi hôi lại biến mất vô tung. Bởi vì khí tức trên thân ma quang và Bách Lý Viêm vốn đã đến thái ất cảnh, cho nên hai người bọn họ huyễn hóa thành tộc nhân chính thức của cửu u tộc, còn ba người hàn lập huyễn hóa thành ba gã Uno, vâng lời theo sát phía sau. Trong khi nói chuyện, đám người đều không còn che giấu thân hình, trực tiếp bay vút thẳng lên không, đi đến chỗ kiến trúc vòng tròn kia. Trong sân, vài tên uy tinh tộc nhân đang xem xét dấu vết bạo nổ lưu lại, người cầm đầu liên tục gật đầu, tựa hồ có chút thỏa mãn với uy lực lần này. Mắt thấy đám người hàn lập từ trên không trung hạ xuống trước mặt bọn họ, lơ lửng trên không cách mặt đất chừng một xích, uy tinh tộc nhân vốn thấp bé nên không thể không ngẩng đầu nhìn lên, cung kính thi lễ nói cung nghênh hai vị đại nhân. Bách Lý Viêm cùng Ma Quang chỉ hờ hướng gật đầu nhẹ, không ai nói gì. Vài tên uy tinh tộc nhân thấy thế, mồ hôi lạnh chảy dòng trên trán, nhất thời không dám nói thêm lời nào, trên sân hoàn toàn trở nên yên tĩnh. Ngay lúc Bách Lý Viêm nhịn không được sắp lên tiếng, tên cầm đầm đám uy tinh tộc nhân chủ động xin lỗi nói. Kính xin đại nhân thứ tội, hai kẻ trộm chân tiên giới kia chậm chạp không chịu phối hợp, cho nên thử nghiệm nghiệp hỏa sát lôi này đến nay mới hoàn thành còn chưa kịp luyện chế số lượng lớn. Nhưng đại nhân yên tâm, còn tối đa ba ngày, có thể tranh thủ luyện chế gấp ra một đống, uy lực tuyệt đối đáp ứng được yêu cầu của đại nhân. Đám người Hàn Lập nghe vậy, trong lòng khẽ động, đi xuống xem một chút, bách lý viêm lạnh nhạt phân phó. Vâng, tên uy tinh tộc nhân kia vội vàng lên tiếng, đi phía trước dẫn đường, những tên còn lại đi theo sau lưng đám người Hàn Lập. Trên mặt đất rung động ù ù, một cái thông đạo hướng xuống dưới chậm rãi mở ra, một cỗ sát khí nghiệp hỏa đậm đặc lập tức đập vào mặt mọi người dọc theo thông đạo một đường xuống dưới đất đi qua khoảng chừng mấy trăm trượng mọi người liền đi tới một tòa đại sảnh cực lớn dưới lòng đất tiến vào đại sảnh này từng cỗ sóng khí nóng rực kéo tới cuồn cuộn kèm theo sát khí bao phủ dày đặc bốn phía ngoại trừ ma quang cùng bách lý viêm mấy người còn lại đều cảm thấy hết sức khó chịu vừa nghĩ tới còn chưa chính thức tiến vào bên trong nghiệp hỏa đã khó chịu thế này đám người hàn lập có chút hoài nghi quyết định này liệu có chính xác không cũng may sau một hồi thích ứng, cảm giác như sát khí vỡ bờ khiến thần hồn bất ổn lúc ban đầu đã biến mất, mặc dù vẫn còn chút cảm giác khó chịu, nhưng không đến mức không chịu đựng được như trước đó. Trong đại sảnh dưới lòng đất vắng vẻ, hai bên trái phải lơ lửng hơn 10 tên Uno giáp binh, nhìn thấy hai người ma quang cùng Bách Lý Viêm, vẻ mặt hờ hững của chúng vẫn không thay đổi, nhưng nhao nhao xoay người hành lễ với đám người ma quang. Đi trước dẫn đường, hai người cũng không thèm nhìn bọn chúng, chỉ mở miệng phân phó tên uy tinh tộc nhân kia lập tức dẫn đám người xuyên qua đại sảnh, đi vào chỗ sâu bên trong, càng tiến tới phía trước, từng hồi thanh âm len keng càng truyền đến rõ ràng. Đi qua một đoạn thông đạo dài, hai bên bắt đầu xuất hiện từng cái đại sảnh cực lớn, bên trong ánh lửa mơ hồ, có khá nhiều bóng người, chính là phần đông uy tinh tộc nhân đang ra sức rèn và luyện chế binh khí cùng pháp bảo. Hàn lập một đường âm thầm quan sát. Thấy mỗi gian phòng bên trong đại sảnh đều có một cái bếp lò thật lớn, bên trong sáng rực hỏa diễm màu đen cuồn cuộn, thình linh đều là nghiệp hỏa tinh thuần thiêu đốt. Mọi người đi thẳng đến giữa cửa một gian đại sảnh khác, tên uy tinh tộc nhân ngừng lại, mở miệng nói ra. Đại nhân mời xem, hiện đang rất tích cực luyện chế nghiệp hỏa sát lôi. Ma Quang cùng Bách Lý Viêm dẫn đầu đi vào trong đó, đám người hàn lập cũng theo sát phía sau. Chỉ thấy diện tích đại sảnh nơi này lớn gấp mấy lần so với cái trước, chính giữa phân chia ra nhiều khu vực, gần trăm tên uy tinh tộc nhân giải rác trong đó, tất cả đều tập trung làm việc. Việc đám người Hàn Lập đến là tựa hồ không ai hay biết, không ai ngừng tay, chỉ có một tên Uno Tu Vi chân tiên cảnh đi lên trước, thì lễ với ma quang cùng Bách Lý Viêm. Chính giữa đại sảnh này đặt một cái lò lửa lớn, từng đoàn hỏa diễm màu đen nhảy lên không thôi, bên cạnh đang có từng tên uy tinh tộc nhân mặc giáp bảo hộ kín kẽ, trên tay cầm từng cái vật chứa thật dài, cẩn thận từng ly từng tí vớt từng đoàn nghiệp hỏa màu đen. Lúc này, chỉ nghe vang lên một tiếng cạch, một tên uy tinh tộc nhân sơ sẩy lúc cúi người lấy vật chứa ra khỏi bếp lò, nghiệp hỏa mãnh liệt trong đó lập tức bị vung vãi ra ngoài, hóa thành một đường lửa, vang đến hướng đám người hàn lập. Tên uy tinh tộc nhân đó thấy vậy, vẻ mặt lập tức sợ hãi, vội vàng cúi người thu hồi đám hỏa diễm, kết quả lại bị tên Uno kia vung tay lên, lấy ra một cây roi dài có hỏa diễm màu đen quấn quanh, trùng trùng điệp điệp quất lên mặt tên uy tinh tộc nhân. Chỉ nghe đùng một tiếng giòn vang, giáp trên mặt tên uy tinh tộc nhân lập tức vỡ vụn, một vết cháy đen giữ tận kèm vết máu lập tức hiện lên trên mặt của gã mặt gã bốc lên từng trận khói xanh, nhưng không dám phát ra tiếng kêu nào, tiếp tục đuổi theo hướng nghiệp hỏa bị vung vãi. Chương 729, động thủ. Lúc này, ngọn lửa màu đen vừa rơi xuống đã lan đến gần chân Ma Quang. Ma Quang thong thả nhấc ngón tay, lạnh lùng điểm lên nghiệp hỏa một cái, ngọn lửa màu đen kia lập tức dính như keo, thoáng cái đã bị y thu vào lòng bàn tay. Y tùy ý chơi đùa một chút, rồi vung tay lên, ném nó trở lại hỏa lô. Tên Uno kia thấy vậy khẽ giật mình, tiếp đó quay người thi lễ với ma quang, tỏ vẻ ái náy, sau đó lại dơ roi quấn lấy cổ tên uy tinh tộc đã phạm sai lầm. Vốn khuôn mặt gã uy tinh tộc kia vàng như đất, lại bị siết chặt, trên mặt lập tức lộ vẻ thống khổ, chân tay giãy giụa liên tục. Còn tên uy tinh tộc vừa nãy đã mang đám người hàn lập xuống thấy vậy, tuy trong mắt lộ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn đứng khoanh tay, không dám cầu xin nữa câu, mặt lộ vẻ vô cùng bi thương. Đủ rồi, còn không mau mang thành phẩm ra đây. Bách Lý Viêm thấy thế, tùy ý phất tay, nói ra. Tên U Nô kia nghe vậy, mặt vẫn lạnh như tiền, thu cây roi đang siết cổ uy tinh tộc kia lại. Tên uy tinh tộc như được đại xá, vội quỳ xuống đất dập đầu, rối rít nói lời cảm ơn. Còn gã uy tinh tộc dẫn đường thì cũng vội dâng 10 viên nghiệp hỏa sát lôi đã luyện chế thành công lên. Bách Lý Viêm cầm một quả, đánh giá một chút, đáy mắt không khỏi hiện lên nét nghi hoặc, truyền âm cho Hàn Lập, nói bên trong sát lôi này tựa hồ còn có chút lực lượng pháp tác hỏa thuộc tính a khả năng là có liên quan tới hai gã tiên giới vừa nói lúc nãy sở dĩ uy lực sát lôi này cường đại có thể là bởi vì dung hợp hai loại lực lượng hỏa diếm cực đoan mà ra trước hết ngươi hãy thu những thứ này lại hàn lập trả lời vậy có muốn đến xem hai gã tù phạm kia không bách lý viêm lại truyền âm nói trước đi vào trong hố nghiệp hỏa đã để xem có thể đến tẩy hồn khu hay không đừng nên làm phức tạp tình hình thêm hàn lập trầm ngâm một lát rồi đáp đã đến đây rồi, cũng nên kiểm tra hố nghiệp hỏa một chút ha. Bách Lý Viêm lật tay thu lại tất cả 10 viên nghiệp hỏa sát lôi, làm bộ hỏi ý ma quang. Đúng vậy, đã đến đây thì cũng nên đi đến đó một chuyến ma quang gật đầu nói. Đại nhân, mời đi bên này, tên Uno kia nghe vậy, lập tức nhẹ nhàng quay lại. Dứt lời, gã liền dẫn đám người ma quang đi ra đại sảnh, rồi tiếp tục đi dọc theo thông đạo tiến về phía trước. Vừa ra đến cửa đại sảnh, Hàn Lập quay đầu nhìn đám uy tinh tộc đang làm việc cực khổ, Chợt thấy trong mắt tên dẫn đường vừa nãy lóe lên nét phẫn hận, nhưng khi thấy Hàn Lập nhìn hắn, gã lập tức trở nên hoảng sợ vô cùng. Hàn Lập không đổi sắc mặt, quay đầu rời đi, gã uy tinh tộc kia như chút được gánh nặng thở vào một hơi, rồi giật mình đứng im một chỗ, trong mắt tựa hồ không hiểu gì. Thông đạo một đường kéo dài về phía trước, ước chừng đi hơn 10 dặm, cuối cùng vào trong một cái hang động dưới lòng đất có diện tích cực lớn. Đám người Hàn Lập nhìn tới, chỉ thấy phía trước xuất hiện một hỏa trì màu đen thật lớn, diện tích khoảng bằng cái hồ nước thông thường bên trong lửa đen không ngừng bốc lên sát khí ngùn ngụt khiến mọi người hít thở không thoải mái chút nào thông đạo dưới chân mọi người theo bước chân tiến vào hỏa trì dần dần thu hẹp lại rồi thay vào đó là một cây cầu ngắn dài mấy trượng dọc theo một đường đến trung tâm hỏa trì còn bờ bên kia hỏa trì là một vách đá màu đen xì tuy vậy trên vách tường có một cái cái hang to chừng mấy chục trượng nghiệp hỏa hừng hực chảy từ chính cái hang này ra xuôi dòng chảy vào hỏa trì màu đen phía dưới lệ đạo hiếu quả nhiên đúng như người đoán nghiệp hỏa ở la sinh khu là từ trong tẩy hồn khu chảy ra thạch xuyên không thấy vậy truyền âm nói trước đừng vội mừng chúng ta hãy tranh thủ thời gian càng là chỗ có sát khí nồng đậm thì linh khí trong ngọc tiêu vĩ hồ tiêu hao càng nhanh một khi hết sẽ hiện nguyên hình a hồ tam bất ngờ truyền âm tiếp lời hàn lập đang muốn mở miệng chợt mi mắt nhảy lên ở chỗ trước cây cầu có mười mấy tên u nô mặc giáp đang đứng thẳng tất cả đều nắm chặt binh khí sắc mặt hờ hững đứng đối mặt nhau căn bản không để ý bọn hắn bên này, tựa như không thấy bọn hắn vậy. Dọc theo cây cầu, phía dưới đầu cầu chợt có treo một cái lồng sắt hình chữ nhật, đang lơ lửng đung đưa phía trên nghiệp hỏa, không ngừng bị hỏa diễm thiêu đốt, sát khí ăn mòn. Trong lồng sắt lúc này có hai bóng người, mỗi người dựa vào góc lồng, tóc tai bù xù, bộ dáng lộ vẻ uể oải suy sụp. Hàn Lập chăm chú nhìn lại, chỉ thấy người bên trái lồng có dáng người cao lớn, tóc trên đầu đỏ rực che khuất cả gương mặt gã, chỉ trừ cái mũi xanh đen thô cứng, tựa như sừng nhọn tê giác đang lồi ra ngoài vậy còn gã ở bên góc bên kia có mái tóc trắng trên khuôn mặt lộ nhiều vết thương dỉ máu làm người ta nhìn không rõ khuôn mặt tuy vậy hàn lập lại có thể nhận ra không ngờ chính là nhiệt hỏa tiên tôn trong lòng hắn khẽ động nhưng không có hành động gì hai người kia hình như là si dung và nhiệt hỏa đạo hữu a lúc này hồ tam hiển nhiên cũng nhận ra bọn họ nhịn không được truyền âm nói ra đúng là bọn hắn xem ra vận khí của bọn hắn tệ hơn cả chúng ta thế mà lại rơi vào tay của cửu u tộc thạch xuyên không hơi giật mình đáp sao vậy người quen a à, có cần ra tay giải cứu không bách lý viêm không nhận ra hai người kia liền thắc mắc hàn lập nhíu mày đưa mắt nhìn sự dao động trên người nhiệt hỏa tiên tôn chốc lát rồi trả lời trên người bọn họ đã bị hạ cấm chế chỉ sợ khó mà giải thoát trong chốc lát được trước hết chúng ta tìm tẩy sát chỉ đã còn chuyện cứu người chờ quay về rồi hãy nói hiện giờ ra tay luôn chứ Ma Quang hỏi, "Động thủ." Hàn Lập truyền âm nói, vừa ra lệnh một tiếng, Ma Quang đứng đầu khẽ nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay bắt quyết, chỉ thấy khói đen thình lình từ trong tay áo cuồn cuộn phun ra rồi hóa thành năm con rồng đen hung dữ bổ tới trước, xoắn mình quấn quanh tên Uno đang dẫn đường. "Đại nhân, vì sao ngươi lại?" Tên Uno chưa dứt lời, đã bị sát khí nuốt vào. Cùng lúc đó, một mảnh xương mù màu đen dày đặc tỏa ra không dứt, nhanh chóng che phủ cả cây cầu lại mười mấy tên Uno trên cầu chưa kịp phản ứng gì đã bị sát khí trùm lên. Bóng dáng Bách Lý Viêm thì đã sớm biến mất, y ẩn mình vào trong sát khí nên chẳng thấy người đâu, chỉ nghe thấy từng chàng âm thanh trầm đục từ trong sát khí truyền ra. Ma quang nhấc đại thủ, giờ cao thân thể Uno đang co giật lên trên không. Qua mấy hơi thở, từng đợt sát khí cuồn cuộn quay cuồng từ tên Uno tuôn ra, lần nữa quay về người ma quang, còn tên Uno kia thì tựa như bị rút khô hết máu, biến thành một cái xác khô rơi xuống hỏa trì nghiệp hỏa phía dưới sôi sục từng đợt, trong nháy mắt đã nuốt cả thi thể tên Uno vào trong. Trên cầu, Bách Lý Viêm cũng đang đá thi thể mười mấy tên Uno văng xuống hố nghiệp hỏa. Xử lý sạch sẽ, mọi người không còn lơ lửng giữa trời nữa mà chân đi trên đất, đoạn lấy ngọc tiêu hồ vĩ trên người xuống, trả lại cho hồ tam. Đi thôi, Hàn Lập liếc mắt nhìn xong cất lời. Mấy người cũng liếc nhìn về thông đạo phía sau, rồi bước nhanh lên cầu, tiến về phía trước. Trên đường đi ngang qua chỗ treo lồng sắt kia, Hàn Lập thoáng chậm lại một chút rồi lướt xuống, xong liền bước nhanh qua. Đối với biến cố phía trên, nhiệt hỏa tiên tôn trong lòng sắt dường như không biết gì cả, không phản ứng chút nào, đôi mắt sau mái tóc đã trở nên ảm đạm, không còn lấp lánh như xưa nữa. Các người cùng sư huynh ta không phải là một hội sao? Sao vậy? Không muốn cứu à? Trái lại si dung ở một bên, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cười khạc khạc nói. Hồ Tam nghe vậy liền cau mày, bước chậm lại, thời gian cấp bách, trở về rồi hãy nói thạch xuyên không bên cạnh y thấp giọng khuyên sau khi hồ tam nghe xong liền bước nhanh đuổi theo đi đến cuối cầu sóng nhiệt nghiệp hỏa càng trở nên nóng bỏng sát khí cuộn trào mãnh liệt không thôi đến cả hàn lập còn cảm thấy có chút khó kiểm chế được hai người thạch xuyên không cùng hồ tam càng cảm thấy trong đầu có chút hồ đồ từng cảm giác hung lệ từ trong lòng cũng bắt đầu nổi lên hai mắt hàn lập ngưng lại âm thầm vận chuyển luyện thần thuật rồi đưa tay điểm vào mi tâm của mình một cái một tia sáng trắng theo đó sáng lên dòng chữ to ngự phong trấn thần phù hiện ra, kéo theo đó là một luồng lực lượng thần thức cường đại lập tức bao phủ. Nhanh, lấy lực lượng thần thức các người tụ vào trong thần phù này, rồi hãy bảo hộ nhục thân cẩn thận, chúng ta từ chỗ này xuất phát. Hàn lập mở miệng nói ra, mọi người nghe vậy, nhao nhao thi triển thủ đoạn, che chở bản thân. Bách Lý Viêm tiện tay vung lên, trên người liền hiện ra một kiện áo giáp tựa như luyện chế từ vảy rồng, phía trên còn trải rộng lân văn màu đỏ thắm, chính giữa trước sau đều có phù văn tỏa sáng, nhìn qua là biết thiên khí nhập phẩm hiếm có. Hồ Tam thì há miệng phun một cái, tức thì một viên u lục ly châu xuất hiện, xoay một vòng rồi khảm vào bảo quan trên đầu y. Hai món bảo vật này đều là pháp bảo, sau khi hỗ trợ lẫn nhau, lập tức tỏa ra ánh sáng màu xanh, bảo phủ cả người y vào trong, ngay cả làn da cả người cũng biến thành màu xanh ngọc. Bên cạnh, Thạch Xuyên không gọi ra đàn tỳ bà màu bạc, giơ ngón tay lăng không điểm xuống dây đàn, từ trên đó tuôn ra từng đợt sóng khí vô hình, tạo thành một tầng không gian bảo hộ quanh người. Còn Ma Quang thì nhìn thoáng qua nghiệp hỏa phía trước, khóe miệng nhếch lên chứ không làm gì cả. Hàn Lập vừa động tâm, tức thì một tầng kim lân hiện lên trên người hắn, tạo thành một kiện giáp huyền quy màu xanh. Mấy người thấy thế, tâm thần trở nên căng thẳng, bắt đầu phóng lực thần thức ra cho chảy vào trong ngự phong trấn thần phù. Theo từng tầng lực lượng thần thức tụ vào, dấu vết phù văn chỗ mi tâm Hàn Lập trở nên càng sáng rõ kế đó liền thấy từ phù văn kia xuất hiện ảo ảnh núi tuyết cao hơn 10 trượng, bao phủ cả bọn hắn vào bên trong. Lông mày Hồ Tam cùng Thạch Xuyên không chợt thả lỏng, cảm giác khó chịu trước đó tựa như băng tan liền biến mất không thấy đâu. Đừng có lơ là, tuy nghiệp hỏa thiêu thân không thể so với sát khí nhập thể, nhưng một khi tâm thần thất thủ sẽ gặp rắc rối to đó. Thấy hai người bọn họ có chút buông lỏng tâm thần, Hàn Lập vội nhắc nhở. Hai người Thạch Xuyên không vội gật đầu khẽ, không dám phân tâm chút nào nữa. Đi, Hàn lập hạ lệnh một tiếng, mấy người cùng nhảy ra khỏi cầu, lao thẳng đến cửa thông đạo nghiệp hỏa. Kết quả, bọn hắn vừa mới bay ra cầu, đốm lửa trong nghiệp hỏa phía trước liền trở nên rối loạn, từ đó phát ra tiếng ù ù. Nguy rồi, phía dưới hỏa chỉ có cấm chế. Hàn lập kêu lên, hắn vừa dứt lời, nghiệp hỏa phía dưới lập tức giống như sôi trào, từng đoàn cầu lửa to bằng cái cối say không ngừng vọt lên, lao về phía Hàn lập. Khói lửa trướng khí tràn ngập trong không khí, khiến mọi người không khỏi thở gấp thêm mấy phần chương 730, gặp biến cố, ma quang đạo hiếu, ánh mắt hàn lập lóe lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Ma quang không nói hai lời, tay áo vung lên mãnh liệt, khói đen cuồn cuộn như thực chất từ trên thân gã phun ra, hóa thành tám đạo vụ long màu đen, bay múa như xúc tu bạch tuộc, không ngừng đập nện lên đoàn nghiệp hỏa to như cối say. Phanh phanh phanh, từng trận thanh âm nổ vang không ngừng, hỏa tinh màu đen bắn ra, chính giữa có từng sợi hỏa diễm màu đen quấn quanh vụ long, thẳng đến hướng ma quang lông mày ma mà quang nhăn lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, hai tay áo chấn động mãnh liệt, một cỗ khí tức lập tức tuôn ta như vỡ bờ, tách hắc diễm nghiệp hỏa ra. Những hắc diễm nghiệp hỏa lẻ tẻ rơi xuống trên thân hồ tam, lập tức bốc lên khói đen, nhưng bị hào quang phỉ thúy mãnh liệt mặt ngoài cản ra. Y cảm thấy một hồi sát khí nồng đậm nhập vào cơ thể, thức hải cũng giống như bị trọng kích, phát ra tiếng vù vù một hồi, nhưng được ngự phong chấn thần phù che trở nên chỉ hơi hôn mê một chút, cũng không có sinh ra cảm giác hung lệ nhưng không ngờ lớp này chưa xong thì lớp khác lại đến. Những cối say nghiệp hỏa này bay liên tục không ngừng dưới hỏa trì, hắc diễm cuồn cuộn với xu thế ngút trời hóa thành một bức tường lửa màu đen, bắn tới bọn hắn. Thạch xuyên không thấy thế, ngón cái nhấn lên dây đàn tì bà, đột nhiên gảy dây đàn một cái. Một hồi sóng âm kịch liệt mang theo không gian chi lực cường đại phóng về phía trước, giống như chiếc chiến hạm vạn tấn bay thẳng đụng vào tường cao nghiệp hỏa, trực tiếp phá khai một lỗ thủng to mấy trượng. Thạch xuyên không kéo nhanh dây đàn, không dám buông lỏng chút nào, đạo sóng âm kia liền liên tục không ngừng, ra sức duy trì lỗ thủng. Đi nhanh, ta chống đỡ không được lâu nữa. Thạch xuyên không cắn chặt răng, hô lên, hàn lập không dám trần chờ, một màn sáng màu vàng khuếch trương ra, hóa thành một đạo thời gian linh vực bao không gian chung quanh vào, cấp tốc bay vút về phía trước. Nhưng mà lúc linh vực màu vàng va chạm cùng nghiệp hỏa, một cỗ sát khí nồng đậm lập tức từ bốn phương tám hướng thẩm thấu vào, theo linh vực trực tiếp xuyên vào trong cơ thể hàn lập trong miệng hàn lập phát ra một tiếng kêu đau đớn bên trong thức hải nhấc lên sóng gió động trời một cỗ hung sát vô cùng mãnh liệt bộc phát ra hầu như trong nháy mắt sẽ cắn nuốt hắn cũng may hắn đã sớm vận chuyển toàn lực luyện thần thuật mới không bị sát khí bỗng nhiên bộc phát khống chế tâm trí ngay sau đó tòa sơn phong tuyết trắng đứng lặng trong thức hải của hắn sáng rõ phù văn từng trận chấn động vô hình nhộn nhạo ra dần dần chấn áp sóng gió trong thức hải hắn xuống mà dưới sự đốt nóng của nghiệp hỏa hào quang linh vực của Hàn Lập lại nhanh chóng ảm đạm. Hắn trao mày, trong miệng quát khẽ một tiếng, tay áo vung lên, có vài sợi xiềng xích ánh sáng màu xanh đồng thời kích xạ ra, cuốn lấy đám người bách lý viêm vào, chân ngôn bảo luân trong cơ thể cấp tốc nghịch chuyển, thân hình bỗng nhiên lướt nhanh tới trước, trong nháy mắt mang theo đám người xuyên qua lỗ thủng chạy ra khỏi bức tường nghiệp hỏa. Bọn hắn vừa mới chạy ra, Thạch Xuyên không liền chống đỡ hết nổi, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh, thu hồi ngón tay trên dây đàn, trên bụng loang lổ vết máu không còn sóng âm treo trống, bức tường lửa màu đen liền khép lại, hỏa diễm lại bốc lên kịch liệt. Bất quá, lúc này mọi người đang lướt gấp tới, khoảng cách đi xuyên qua thông đạo nghiệp hỏa đến tẩy hồn khu còn chưa tới 10 triệu nữa. Cuối cùng đã tới, trong lòng mọi người âm thầm thở dài một hơi, thời điểm đang tính nhảy qua thông đạo thì dị biến phát sinh. Chỉ thấy ngay chỗ cửa thông đạo bỗng nhiên sáng lên một vòng phù văn pháp trận, nguyên bản nghiệp hỏa màu đen chậm rãi chảy xuôi đột nhiên tăng vọt như đại hồng thủy, rồi vọt mạnh ra. Nghiệp hỏa cuồn cuộn vào tới trước mặt, khoảng cách thật sự quá ngắn, đám người Hàn Lập vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị tách ra, nhao nhao rơi xuống hỏa trì phía dưới. Hắc diễm trong hỏa trì cuồn cuộn mãnh liệt, lập tức nuốt bọn họ vào trong. Hàn Lập vừa mới ngã vào trong nghiệp hỏa, lập tức phát hiện liên hệ thần hồn giữa mọi người thông qua ngự phong trấn thần phù đã bị đứt gãy, không đợi hắn kịp đi ứng cứu thì nghiệp hỏa màu đen từ bốn phương tám hướng đã cuốn tới, bám vào áo giáp màu màu xanh sẫm của hắn bốc cháy lên kịch liệt. Từng trận sát khí vô cùng mãnh liệt nương theo sóng nhiệt cuồn cuộn xâm nhập vào cơ thể hắn, áo giáp màu xanh sẫm vậy mà không cách nào ngăn trở, Hàn Lập chợt cảm thấy quanh thân siết chặt, giống như bị tầng tầng xiềng xích quấn quanh. Mà sát khí chiếm giữ trong tiên khiếu cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Cũng may thần hồn hắn vẫn bảo vệ nghiêm ngặt như cũ, vẫn chưa bị sát khí quấy nhiễu, nên không đến mức lâm vào điên cuồng. Trong miệng Hàn Lập quát khẽ một tiếng, sau lưng chớp động kim quang, chân ngôn bảo luân gào thét ra, phóng xuất ra từng trận kim quang những nơi kim quang đi qua, nghiệp hỏa màu đen cuồn cuộn mãnh liệt dường như bị đóng băng lại, hầu như không động đậy được nữa, nhưng bên trên truyền ra nhiệt lực cùng sát khí lại không yếu bớt chút nào. Hàn lập trao mày, thân hình đột nhiên nhảy lên, theo chân môn bảo luân bay ra ngoài hỏa trì. Nhưng mà còn không đợi hắn ổn định thân hình, trên đỉnh đầu bỗng nhiên như có mây đen áp đỉnh, một mảnh ô quang trùng trùng điệp điệp rơi xuống. Hắn ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy một ấn vuông đen kỳ to như cối sai cơ hồ không bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng, đang giáng xuống thân mình, dưới đáy khắc bốn chữ đỏ tươi như máu bao la vạn tượng, chính giữa có một cỗ lực lượng nhiếp hồn, làm hắn tránh thoát không được. Hàn lập kinh hãi, cũng không rõ cuối cùng xảy ra chuyện gì, chỉ nâng lên một quyền đánh tới hắc ấn. Chỉ thấy một đạo quyền ảnh cự đại màu xanh bay vọt lên, trong nháy mắt biến lớn như căn phòng, trùng trùng điệp điệp oanh kích lên hắc ấn. ầm ầm một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh màu xanh hầu như trong nháy mắt chống đỡ không nổi, tan vỡ thành vô số mảnh nhỏ. Một cỗ sóng khí màu xanh khuếch tán về bốn phía, còn Hắc Ấn kia vẫn tiếp tục trấn áp xuống. Trong miệng Hàn Lập quát lớn một tiếng, cơ bắp trên thân phòng lên kịch liệt, trực tiếp hóa thân thành sơn nhạc cử viên cao hơn 10 trượng, hai tay đánh lên hướng Hàn Ấn trên đỉnh đầu. Âm một tiếng trầm đục, ấn vuông màu đen lớn như cối say đột nhiên biến lớn gấp mấy lần, đè ép xuống nắm đấm Hàn Lập. Trong miệng Hàn Lập kêu lên một tiếng buồn bực, chỉ cảm thấy Hắc Ấn như một tòa núi cao vạn trượng lấy lực lượng khí lực hắn bây giờ vậy mà cũng khó có thể chống đỡ được, bị đè rơi xuống hướng hỏa trì. Hắn bây giờ đã hiểu, cũng không phải hắc ấn này không bị thời gian pháp tắc ảnh hưởng, mà là lực lượng trên đó thực sự quá mức khủng bố, đã có thể ảnh hưởng không gian ở trình độ nhất định, cho nên mới không chút trở ngại nện vào bản thân mình. Nếu không có thời gian pháp tắc trì hoãn, chỉ sợ tốc độ hắc ấn này càng thêm mau lẹ, lực lượng ẩn chứa sẽ càng tăng thêm kinh khủng. Chật chật, thời gian pháp tắc, chân linh huyết mạch, Thủ đoạn ngược lại thật là không kém, trách không được dám vọng trộm lẻn vào la sinh khu. Nói đi, các ngươi là người nào, luân hồi vực hay là thiên đình? Lúc này, một hồi tiếng cười cổ quái truyền đến, một thanh âm khàn khàn nói ra. Hai tay Hàn Lập mạnh mẽ chống đỡ đại ấn màu đen, lân phiến tử kim răng đầy trên thân, ra sức ngăn cản nghiệp hỏa ăn mòn, theo tiếng nói nhìn lại. Chỉ thấy trên cây cầu kia có một người đang treo lơ lửng cách mặt đất một xích. Trên người gã mặc một hiện trường bào màu đen bóng loáng trên đỉnh đầu đeo một cao quan cổ quái, khuôn mặt một màu trắng bệch, bên trong đôi mắt là một màu xám trắng nồng đậm, so với mặc vũ năm đó càng nồng đậm hơn. Dung mạo gã có chút âm nhu, giống như nữ tử, nhưng không có thanh tú, lại khác với những cửu u tộc nhân lạnh lùng trước kia, trên mặt gã ngược lại treo một vẻ vui vẻ. Thấy gã, trong nội tâm Hàn Lập lạnh lẽo một hồi. Mà để cho Hàn Lập càng thêm kinh hãi chính là, tu vi người này thâm trầm như biển, rõ ràng là một tu sĩ cấp bậc đại la sau lưng gã còn đứng hai dị tộc đầu có hai sừng trâu cổ quái tất cả thần tình hờ hững mặt không chút biểu tình hai dị tộc sừng trâu này giống với lúc trước hàn lập thấy tại lâu đài luyện khôi tựa hồ là cùng một chủng tộc bất đồng chính là hai tên trước mắt này rõ ràng là thành phẩm đã được luyện chế xong hai tay cùng đầu vai mọc lên xương trắng nhọn lồi ra bên ngoài trong tay còn quấn từng vòng xiềng xích đen kịt hiện ra hào quang kim trúc mà một đầu xiềng xích là một thân ảnh bị trói như bánh trưng hàn lập nhìn kỹ liền phát hiện đó là hồ tam lúc này hai mắt y nhắm nghiền sinh tử không rõ trong hư không bên kia bảy tám tên uno mặc giáp tay cầm từng sợi xiềng xích màu đen đang bao vây thạch xuyên không đang ôm đàn tỷ bà màu bạc vào chính giữa nhưng uno mặc giáp này khác với những tên đã gặp lúc trước mí mắt dưới lân phiến không phải màu xám trắng mà là đen kịt chỗ lồng ngực lộ ra một lỗ thủng khổng lồ bên trong khảm một thứ như lò sưởi thiêu đốt lên nghiệp hỏa màu đen tất cả xiềng xích màu đen trong tay chúng đều quăng ra ngoài phía trên quấn quanh nghiệp hỏa hừng hực từ bốn phương tám hướng bay đến quấn quanh, quay chung quanh hình thành một cái lồng giam hình tròn bao thạch xuyên không vào trong. Bong một tiếng vang lên, thạch xuyên không gảy dây đàn mãnh liệt, một tầng sáng trắng nhộn nhạo ra, hóa thành một tầng không gian bích trướng, ngăn xiềng xích màu đen bên ngoài lại. Nhưng Uno mặc giáp kia thấy thế, hai người chính giữa nhẹ nhàng lách qua, trực tiếp nhào tới lồng giam hình tròn, lò sưởi trong lồng ngực đột nhiên sáng lên một vòng minh văn cổ quái, hai luồng nghiệp hỏa đen kỳ co rút lại, sau đó bỗng nhiên bạo liệt ra một cỗ lực lượng cực lớn từ trong nổ bể ra, không gian bích trướng mà Thạch Xuyên không nỗ lực chống đỡ lập tức bị phá vỡ. Cách đó không xa, hai tay Bách Lý Viêm đã chuyển thành màu đen kịt, hắc lân phía trên nổi lên cao thấp không đều giống như bụi gai, hai tay cũng biến thành hai long chảo cực lớn, phía trên quấn quanh từng sợi hắc diễm, truyền ra khí tức khá giống hỏa chỉ phía dưới, hiển nhiên rơi vào đường cùng, bản thân vất vả áp chế được nghiệp hỏa, lại lần nữa phóng thích ra ngoài. Không giống như Thạch Xuyên không, đối thủ của gã chỉ có một người. Mà khi Hàn Lập thấy rõ khuôn mặt người đó, trong lòng càng kinh hãi đến cực điểm. Bởi vì người này không ai khác, thình linh đúng là Tô Lưu. Lúc này trên thân Tô Lưu đã không còn nửa điểm khí thức tiên nhân, vốn gã mặc áo giáp giờ cũng đã biến mất không thấy gì nữa, gã ở chân, trên thân trải rộng những miệng vết thương lớn đã khâu lại nhìn thấy giật cả mình, lồng ngực cũng bị mở ra một cái động lớn, bên trong khảm một thiết cầu, phía trên răng đầy phù văn, mơ hồ có nghiệp hỏa bốc lên, trên đầu vai cùng trên hai tay gã là hai sợi xiềng xích màu đen toàn bộ đâm xuyên qua hai cánh tay từ lòng bàn tay kéo dài ra điểm cuối xiềng xích là một thanh búa hai lưỡi màu đen cùng một quả lưu tinh chùy có gai nhọn hàn lập thấy tình hình này đồng tử co rụt lại mãnh liệt hắn chú ý tới đôi mắt tô lưu đã không còn hào quang đồng dạng biến thành màu xám trắng thoạt nhìn toàn bộ cơ thể sát khí hừng hực xem như đã là hôi tiên